cao quận trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư già dạ xó càng thác bà cùng lòng dưới nước kênh mờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Tụng tay đạo đức giờ này là nghe pháp bảo năm tự ngẫm thầy chỉ dạy, còn đức Phật giáo qua đó ngài là bờ cả hằng cao thượng hai chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, còn đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật giáo qua đó ngài là bờ cả hằng cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. ETV sơ phát ra qua đấy tôn hiệu a ra hăng bởi ngài tội lỗi nên tiền khiên tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành sẵn. Sám lạy thầy chỉ dài đức thế tôn hiệu quy ra cho ra na thế tôn hiệu lô đức thế tôn hiệu lô ca quý đu bởi ngài đã thông suốt tam giới Arahato Sama Sambuddha Sanamo
Thành cái tam đã cần sẵn ra mà chư thành đã thấy bởi nhờ kiến tánh chẳng tân lý a ca li thì đặc quả không chẳng a si cơ là của chư a đắc có thể ứng hóa cho kẻ khác biết ơ văn a di pháp của chư thành đã có trong do nhờ phép thiền định cha tăng quê đi tập bộ huynh như là pháp mà ca khàng tri tuệ nhân là bậc thượng tri được biết được thấy tự na na thì mê sa ra năng anh nhân thầm mô mê sa ra năng và răng ê tê na sa chê na hô tu mê cha già mặn ga lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo pháp bảo là quý báu nên con phải lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Subhatipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính các pháp Uchubatibhanno Bhagavato Sāvakasaṅgho tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp Nyayabatibhanno Bhagavato Sāvakasaṅgho tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dừng khỏi các sự thống khổ Sami Chibatibhanno Bhagavato Sāvakasaṅgho tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật các ngài đã tu theo phép giới định tuệ và đi đằng cha tả đi bu đi xa yoga ni tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc tăng đã đạt đạo cùng quả tu đà hoàn tăng đã đạt đạo cùng quả tư đà hàm tăng đã đạt đạo cùng quả a na hàm tăng đã đạt đạo cùng quả a la hán Atha Buddhisa Pugala tăng nếu đếm diệt thì có tám bậc tăng đã đạt đạo tu đà hoàn tăng đã đạt quả tu đà hoàn tăng đã đạt đạo tư đà hàm tăng đã đạt quả tư đà hàm tăng đã đạt đạo a na hàm tăng đã đạt quả a na hàm tăng đã đạt đạo a la hán tăng đã đạt quả a la hán Ê sa pha ga qua tô sa qua ca sẵn khô chữ tăng ấy là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật a hồi nãy vô các ngài đang thọ lãnh buôn món vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến dân cũng cho những người có giới hành và hồi nãy vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi nhưng họ lại đem đến dân cũng cho các ngài đăng khi nay vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thí tinh lý nhân quả đem đến dân cũng anh cha li ca ra ni vô các ngài đang cho chúng sanh lễ bái anuttarang buột nhạc khẹt tăng lộ ca sa ti các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp
Na thì mê sa ra năng an nhân sanh khổ mê sa ra năng và răng hệ tề na sa cha quát chê na hô từ mê cha gia măng gà lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quạnh đa mi chê thi văn sập bằng sâm ba tha mê sư ba tinh thi tăng xa đi đi ca tha tu ma ha bồ thiên bùa tha rù văn sắc ca lăng xa đa con xin thành kinh đành bảo tháp ngọc xá lời đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thờ ơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường a năm điều quán tượng tại thường xét ra phải có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn ta đây bệnh tật phải mang thế nào tranh thoát đăng an mạnh lành ta đây sự chết sạch thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi việc mà đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình cứ bóng theo hình ta thọ quả báo phận minh cỡ thành sa ve sa ta ai ve ra hôn tu su khi ta hôn tu niệt dục khả hôn tu ập gia bạch cha hôn tu ani khả hôn tu đi khả du khả hôn tu sam ba tỷ hi sa mi chánh tu su khi a ta năng ba di ha ra tu đục cha ni đục kha pha gia ba ta cha ni pha gia so kha ba ta cha ni so kha hôn tu sa bê bi ba ni nô nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì bát quan trai giới. U ca sa ma văn văn tê vi sa na tha ya ti sa ra nê na sa ha a thăng ga sa măng na ga tăng u bơ sa thăng ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tâm quy vi quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đồ ti bi ma văn phạn tê vi sum ra kha na tha cha ti nê na ban cha sĩ la ni ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tâm quy và bát quan đề vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì ta tỳ giảm bi ma văn phạn tê vi sum bi sum ra kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha thăng ga sa măng na ga tăng ôm ya cha ma bạch qua đại đức tăng chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba nhà đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con. Dạ sa thú lành thai, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bài, Nam mô Sang Thầy. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi được rõ
Chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Chào sư Nhật Quỳnh, sư Quang Mộng, sư Phong Nhật, sư Trang Tư, Đạo Hữu Lắc Kê, sư Diễn Nguyên, sư Mê Ta và sư Như Quang. Xin được thay mặt Kê Tăng Trường Tâm Quy và Bác Quan Ca Giới đến Đạo Tràng Pháp Hội. Bụt Đa Hăng Ngân Gai Chí Hà Mị, con em lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sở năng gạch cha mẹ con em nên đồng thành kính xin quy pháp. Sẵn căng sở năng gạch cha mẹ con em nên đồng thành kính xin quy tăng. Đủ kỳ yam bi bụt đá năng gạch cha mẹ con em nên đồng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ kỳ yam bi đồng mong sở năng gạch cha mẹ con em nên đồng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Như tỳ âm bi sanh căn sở năng ca chế hà mê con em minh lòng thành kính xin quy tăng lòng thứ nhì. Tạ tỳ âm bi bụt đa hằng sở năng ca chế hà mê con em minh lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ tỳ âm bi đắc mang sở năng ca chế hà mê con em minh lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ tỳ âm bi sanh căn sở năng ca chế hà mê lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt đăng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Hổng măng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sẵn khăn sa ra năng gai cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đô ti giam bi bụt đăng sa ra năng gai cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti giam bi thọm măng sa ra năng con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đô ti sẵn khăn sa ra năng gai cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần đi. Tất tỳ giảm bi bất đẳng sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ. Tất tỳ giảm bi thọm măng sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tất tỳ giảm bi thân sa ra năng gai cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa nặc ha năng nịt thị tăng pháp quy tam bảo trọng đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Bà nàn tí bà ta vừa là mặt đây sẽ khó với năng tâm an giá mê còn sẽ bao nhiêu điều học là tùy tránh xa sự sát sanh định na đa na vừa là mặt đây sẽ khó với năng tâm an giá mê còn sẽ bao nhiêu điều học là tùy tránh xa sự trộm cắp hợp lòng ma cha lị gia về làm mặt đây sẽ có bất năng xâm mạnh giả mê còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm mụ sa hoa đa về làm mặt đây sẽ có bất năng xâm mạnh giả mê còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sự là mê ra nhau mà chập không ai đất thai nam về làm mạnh đi sẽ khó với năng số mai được giảm đi còn xem bây giờ điều học là quy tránh xa si dễ vô uống rượu và các chất say quy ta là vô chặt nam về làm mạnh đi sẽ khó với năng số mai được giảm đi còn xem bây giờ điều học là quy tránh xa si ăn sái giờ nà chê ghi ta hoa đi ta vi su ka đa sa na ma la gan ta vi lê ba na tha ra na man da na vi ku sa na tha na am vừa rồi mà đi sẽ có bất năng sa ma ni ya mi
còn xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa chúng múa hát thổ cảnh đường, xin múa hát nghe đường kèn trang điểm thô bọc thơm nhiều phẩm về đây cảnh hoa ô cha sa ya nam ma ha sa ya nam về là mạnh đi sẽ có với năng sâm mạnh gia mi còn xin mấy nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Mana ti ba ta vệ ra mani sinh khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a di na da na vệ ra mani sinh khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp a ram ma cha di gia vệ ra mani sinh khả ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thâm dâm mũ sa qua đa vệ sức khả ba đăng sa ma đi gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura me ra ya ma cha ba ma đa tha na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma đi gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và ca chất sai vi ca là phô cha na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma đi gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ na cha vi ta vi ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi le ba na ta ra na mang da na vi pu sa da tha na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma đi gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dồi phận và đeo trạng hoa uất cha sayana maha sayana vệ ra ma kha bát đăng samadhiya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp yên ác thăng cơ sâm măng na ca tăng bồ tháp bành nhã tăng u vô sa thăng y mạnh cha ra tinh y mạnh cha đi qua sân sâm ma đề qua a thi ra khi tâm sâm ma đi ya ma chúng con xin thọ trì bát quan trai tròn đủ tám điều của đức phật đã giáo truyền hầu để vào cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Sang sa thu sang sa ba ma de na sa ma ra ta bang chư Phật tử cho vị tọa kỳ tâm quy và bỏ con trai giới nơi tâm bảo rồi nơi đó mình dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A ma phan tê dạ chúng con Sì lê na su ca tinh yon tị sì lê na phô ca châm bạc đai sì lê na nê phô tinh yon tị tạ sư mai sì lăng ụt sô thác dê ca dung chân được sân bệ coi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi cho cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhớ. Sa thu lành thai uất ta mang ghê na quan đề hằng ba đa phẳng sum ba ruột ta mang bụt thề vô kha li tô đổ sơ bụt thô kha ma tu tăng ma măng uất ta mang ghê na quan đề hằng thẩm anh cha đưa vi thăng và răng thẩm mê vô kha li tô đổ sơ thẩm mô
Kamatu tăng Uttamang ghê na quanh đê hăng sẵn khánh cha đưa vị trăng tận khê dơ khánh lý tổ đơ sơ sẵn khơ Kamatu tăng mà măng. Thế à thật là thay sức khi ta vô rung hà bụt thật ra cho nên à rô gà sức khi ta hô thật ra hạ sập bê hịt nhà tị phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín loạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thục xa phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa nào miệng thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, não sớm yên trở màu giải thoát cái liền kiếm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành bảo từ hằng đoạt ba tay nước lửa binh. Nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành, nguyện dịch tam hậu tiền đoàn tham sân si độc sai căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasatha chapumatha de vanaga mahitika bun nhân no anumodan ti chi rang ra khan tu sa sa năng. Akasatha chapumatha de vanaga mahitika bun nhân no anumodan ti chi rang ra khan tu no garu. Akasatha chapumatha de vanaga mahitika bun nhân no anumodan ti chi rang ra khan tu nha ta yo. Akasatha chapumatha de vanaga mahitika bun nhân no anumodan ti chi rang ra khan tu ba ni no. Akasatha chapumatha de vanaga mahitika bun nhân no anumodan ti chi rang ra khan tu no sada. Chữ thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài lệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan năm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh, xin chia phước này rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui quá trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự các pháp quốc kinh số 191. Và ngài con nghe được âm thanh con không, ngài cho con xin một tín hiệu để con dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn trên đức tăng trong những biết ngày mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ.
Chào chị Thiện Nam, chị Nữ, Thiện Hữu, chị Thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 191. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Ra thần áp tế giá sợ vần đàm. Vô thù mơ hề xì ả răng tất thà gà tổ lồ, cú tạm bồ sắp phá gà rù, huy chạy thật cổ lồ, cá sơ sá thà, chân lạ đầm mắc cù, quý đồ vần đà, mắc hành tân, nó sắp cù. Chân này giác tân, Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng. Thoát ly phiền não trôi trăng, tôi thượng giao chủ, chi năng vô lượng. Tứ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trọng. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đi vô giá tá sơ sát thú nô lô ca nó mạnh thá sơ với nà các rù cổ tóc và nhu bút thóc thất đi phù thí thần nhá rù quần đà mất hành tầng nó rọc phù. Cho này gia cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vật màng vô minh, phá tan lầm lạc dũng sinh, đầy dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đã cho công chúng nhân gian cúng dường. Sàn khổ với số thổ chúng ta ta sát xà, quá khổ sách khà, chúng ta mô, quá ta thầm, mắt sách khá khổ, nình đà, bất sẵn xà, đi hà nà, đá rù, quá rù, hoành đà, mắt hành tầng, nó ra phù. Cái này giá cần. Tăng bảo thinh văn Phật Đà, ta một mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta tận áp tế gia tề chê, nó sẽ khà mê ê tu quả tha nàng ta xà vi à nú phà quê, nó ta hát xà dê. Nó sẽ chặt tu, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành. Đức Phật uy danh, cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn 191. Đục khẳng đục ca sâm múc bà đằng, đục khẳng đục ca sâm múc bà đằng, đục khẳng đục ca sâm múc bà đằng. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ. Đúc khăn là một, đúc khá sầm múc ba đăng là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này. Chữ đúc khăn do cái từ đúc khá. Đúc khá là một danh từ trung tính. Asaranta-napum-sakalinga. Chữ đúc khá có nghĩa là đau khổ, mà ở đây chữ dukkha này được chia theo đối các số ít dukkha vipati ekavacana, cho nên dukkha biến thành dukkhang. Dukkhang là đau khổ ha. Rồi dukkha samut ba đăng, dukkha samut ba đăng. Vậy thì chữ đúc cá này với chữ đúc khăn ở trước giống nhau ha. Rồi samut ba đăng chúng ta thấy ở đây cái căn hữu bát có nghĩa là sanh khởi đi đến. Vậy thì dukkha samut ba đăng nghĩa là sự sanh lên của khổ hay là sự sanh khởi của đau khổ. Sự sanh khởi của đau khổ mà chúng ta hay dùng cái từ gọi là tập đế nguyên của sự khổ. Rồi, bây giờ qua câu số 2 ha. Dukkhassa cha atit kamang. Dukkhassa cha atit
kamang dukkha sa cha tit kamang. Chữ dukkha sa, dukkha sa ở đây cũng do cái từ dukkha, nhưng mà cách chia của nó là sở hữu cách, tức là cách chia thứ sáu chát thí vì phá tí e các quá trình ha. Cho nên chữ dukkha biến thành dukkha sa là của đau khổ, của đau khổ. Ngoài chữ chá có nghĩa là và ha, chá là và. Rồi atik cảm mừng, atik cảm mừng ở đây chúng ta thấy atik cảm mừng ở đây nó atika, atika, nhưng mà chữ ati nó là một cái dạng tiếp đầu ngữ trên rắc qua. Rồi cam măng do từ cam á là một danh từ nam tính ha. Akranta pung linh ga cam á do căn ngữ là căn ngữ cam, có nghĩa là tiến hành, là đi. Vậy thì ở đây atikamang là sự vượt qua, sự vượt qua. Rồi, sự vượt qua. Vậy thì cái câu thứ nhất và câu thứ nhì, hai câu này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Sự sanh lên của khổ và sự vượt qua khỏi khỏi sự đau khổ. Sự sanh lên của khổ và sự vượt qua khỏi sự khổ. Rồi, như vậy câu 1, câu 2 xong ha. Bây giờ đến câu số 3. Câu số 3. A lì dân chất thân ghi cần mất gần ha. A lì dân ha, đúng rồi. A lì dân chất thân ghi cần mất gần. Cái chỗ thì a rì dân nó rồi, nhưng mà đây dính liền nhau. A rì dân chá à, tức là ở đây viết dính liền nhau ha. Dầu rời dầu dính liền nhau, nhưng mà chúng ta hãy đi vào ý nghĩa tự vựng căn ngữ của nó thì cũng tìm ra thủ phạm thôi. A rì dân chá thân ghi cần mất gần. A rì dân chát thân ghi cần mất gần. À, như vậy thì cái câu này chúng ta thấy có hai từ thôi ha, nó chỉ có hai từ dính liền nhau. A rì dân chát thân ghi cần là một ha. À, sĩ ca như quan chỉ thân ghi cần ha, ăn gì cá đó. Ăn gì cá, cái chữ nó nín liền nhau chứ không có rời ha. Trên là cái dấu chấm rồi đi liền với chữ re, chữ y. Đó, nói vậy đó, đồ. Thông minh nhất năm tử mà, áo quên. Nhi nữ cũng anh hùng chứ. À, nó dính liền vậy đó. Thì chúng ta có được hai từ. A rì dân chát thân ghi cân là một, mất cân là hai. Câu số 3 có hai từ. Bây giờ chúng ta chia sẻ nó ra để tìm hiểu cái ý nghĩa của cái từ này. Chữ đầu tiên Ariyancha nó do cái từ Ariyan, dân là M có dấu chấm á, nhưng mà khi mà cộng với chá nó chữ M có dấu chấm á, nó biến thành chữ N có dấu ngã,
thì chúng ta đọc là Ariyancha, Ariyancha chứ không phải Ariyancha là nghe. Ariyancha khi nào mà có m có dấu chấm á, thì chữ Ariyancha danh này á do từ Ariya. Ariya nghĩa là cao quý hay là bậc thánh. Và chữ Ariya này á, được chia theo đối cách số ít Dutiya Vipatti Ekavachana, cho nên chữ Ariya nó biến thành Ariyan. Ariyan là thánh, bậc thánh là cao quý. Rồi thêm cái chữ chát ở đây, chữ chát ở đây có nghĩa là cộng với chữ chá, chá là và ha, cộng với chữ chá rồi cái nó tiếp ở sau nữa là Atthanggikan có nghĩa là Atha là số 8 nè ha, Atha là số 8. Rồi Angika tức là chi phần, Angika tức là những yếu tố, những cái chi pháp hoặc là những cái phần này phần kia nhưng mà ở đây gồm có 8, mà 8 chi phần này thường ám chỉ về bát chánh đạo Như vậy thì Atthanggikan tức là do từ Atthangika, và Atthangika này cũng được chia theo đối cách số ít Dutiya Vipatti Ekavachana, cho nên nó biến thành Atthanggikan. Tám chi phần ha, Atthanggikan là tám chi phần. Rồi thêm cái dạng mắt gần do cái từ mắt ga, mắt ga là đạo lộ, cung đường, cung đường thì ách thăng ghi căng tức là con đường tám nhánh đó, tức là bát chánh đạo, nhưng mà có chữ a di đà ở trước nữa gọi là bát thánh đạo, thánh đạo tám ngành hoặc là thánh đạo tám chi phần. Ariyan chát thăng ghi căn mắt gần là thánh đạo tám chi phần hay là ta thánh đạo tám ngành. Rồi thánh đạo tám ngành như vậy con qua cái số 4 ha. Đúc khu ba sa ma ga mi năng hả, đúc khu ba sa ma mi năng, đúc khu ba sa ma ga mi năng. Câu số 4 một nhóm từ luôn, đọc vô đọc thấy muốn mới luôn. Rồi số 4 bây giờ bạn đúc khu do từ đúc khá nè. Rồi upasama là ví dụ nè, rồi cái ga mi năng đó, như vậy là ba từ ha. Từ đầu tiên là đúc khá, chữ đúc khá nó là một danh từ trung tính akranta nó phun sắc lên ga, đúc khá là đau khổ. Rồi đi chung với từ upasama, hai cái đoạn âm đi liền với nhau nó biến thành một trường âm đúc khá cộng upasama thì nó thành ra đúc khu basama, đúc khu ba upasama, đúc khu basama. Upasama có nghĩa là sự yên lặng, sự vắng lặng ha, sự yên lặng, sự vắng lặng. Mà còn cái gì từ từ phía sau ga mi năng do từ ga mi là do căn ngữ gam, tức là cái động từ của nó là cái trạch ý.
Gami ở đây nó là một danh tính từ, có nghĩa là người đi đến. Đi đến đâu? Đi đến sự vắng lặng của đau khổ. Người đi đến sự vắng lặng của đau khổ. Như vậy là cái câu số 4 y nghĩa vậy. Như vậy thì về ý nghĩa từ vựng, ý nghĩa từ vựng chúng ta cũng có thể thông qua ha. Theo cái lối văn xuôi thì ý nghĩa câu Phật ngôn 191 này như thế này: sự sanh lên của khổ, sự vượt qua khỏi khổ, và thấy được thánh đạo tám ngành sẽ đưa đến sự an yên lặng của khổ. Khó hiểu quá ha. Sự sanh lên của khổ và sự vượt qua khỏi khổ, thấy được thánh đạo tám ngành sẽ đưa đến sự yên lặng của đau khổ. Ngày coi ngày với Đức cái lối thơ lục bát làm thế nào: chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát giác phần vượt qua khổ nạn mê tăng đời này. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tăng đời này. Đó là lời dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức ha. Còn ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn: thấy khổ vượt khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận, thấy khổ đau và khổ gì, thấy khổ và khổ tập chứ làm sao mà có chỉ đạo hôm nay sẽ như quán. Tôi thơ 5 chữ mà làm thêm chỉ đạo vô nữa là anh thành 6 chữ rồi. Thấy khổ và khổ tập, bỏ bớt chỉ đạo đi. Ngủ ngon mà em vô chỉ đạo là thấy thành ra đau khổ luôn á. Thấy khổ và khổ tập, rồi đúng rồi. Thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận, rồi xà thủ xà thủ. Như vậy thì về ý nghĩa tự vấn chúng ta cũng đã tìm hiểu xong. Có vị nào thắc mắc từ này từ kia chỗ nào rắc rối, coi như có sự nghi ngờ, có chỗ nào thắc mắc thì hỏi đi. Rồi xong chúng ta sẽ đi qua phần khác. Như vậy thấy im ru hả? Vậy thì bây giờ đi qua các phần trường âm đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định. Câu đầu tiên ha: đúc thân đúc ca sa mút sa mút ba đằng, đúc thân đúc ca sa mút ba đằng, đúc thân đúc ca sa mút ba đằng. Câu đầu tiên này quý vị thấy nó có tất cả bao nhiêu từ? Alo, 8 từ ha. Đúc thân đúc ca sa mút ba đằng, câu này có 8 từ. Vậy thì trong 8 từ này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm?
nằm trong ba loại trường âm ha. Rồi, trong ba loại trường âm bây giờ ta đi vô chi tiết coi có phải vậy hay không ha. À, mình chào Shishuka. Shishuka đang lời phải nói hai nhá, hạnh phúc và đau khổ thì nói hai thôi nhé, còn khi nào mà có tâm vô ký trong đó nữa thì mới tính là ba, đây chỉ có hai, đau khổ và hạnh phúc. Rồi, cũng nó có ba ha, được. Bây giờ tính ra thì có phải không? Bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Câu đầu tiên sẽ kiềm nó có một sẽ xu khao bất chước ha. Mà bất chước sao được? Một trường âm thông thường nó rõ ràng đó chính là chữ ba. Chữ ba là trường thường ha. Dạ, chính xác. Không nhắm đâu. Rồi, trường âm nhắn có được mấy tự? Alo, trường âm nhắn. Trường âm nhắn có được ba ha. Ba cũng là trường âm thông thường rồi, còn trường âm nhắn cũng ba nữa, dữ vậy. Đúc là một ha, chữ đúc là hai ha, chữ múc là ba ha. Đúng là ba trường âm nhắn ha. Rồi, chính xác. Đó là mới hai loại trường âm. Còn trường âm thứ ba là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, có được mấy đứa? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Thì kiềm sư sư khác nó có hai, có phải vậy không? Đó chính là chữ khấn và chữ đăng. Có hai em ha. Rồi, hai em hai đứa cũng giống nhau ha. Rồi, chữ khấn và chữ đăng. Như vậy thì cái câu đầu tiên này là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Có đầy đủ ba loại trường âm. Mà đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường, trường âm nhắn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bây giờ túm lại cái này ha. Câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Câu này cho tất cả là nhiêu trường âm? 5, 6, 11 luôn hả? Dữ vậy trời ơi. Kiểu này là coi như làm cho đối đội hình chắc lên trước tiên mà chắc lên kiểu này làm cho người ta rối, người ta không biết là tin sao nữa ha, bông lộn ha. Rồi, như vậy là số 6 chắc ăn không phải không? Đúc là một này, khăn là hai này, đúc là ba này, chữ múc là bốn này, chữ ba là năm này, và chữ đăng nữa là sáu. Có tất cả là sáu trường âm trong câu đầu tiên ha. Rồi. Vậy thì câu đầu tiên này còn gì thắc mắc không? Alo, có ai thắc mắc không? Quý vị không cầm cái con được, nhưng mà quý vị cũng có thể test chat lên để cho biết rằng quý vị cũng tiếp thu được mà ha. Chỗ nào mà coi như là coi như rắc rối gì á, thì chắc lên hỏi ha. Rồi, như vậy là cái ổn ha. Câu số 1 không qua được chưa? Dạ, qua câu số 2 không hả? Hỏi thông qua được chưa? Nó không là sao? Rồi, không thì ngồi đó chơi ha. Bây giờ qua câu số 2. Dukkha saccha atthikkhamang. Dukkha saccha atthikkhamang. Tiếng lên bắt bài ha. Tới luôn với sàn tiếng lớn. Dukkha saccha atthikkhamang. Câu số 2 là một câu mà chúng ta thấy có bao nhiêu trường âm? Câu số 2 được bao nhiêu trường âm? Chị kèm đó 4 trường âm. Shishuka còn phải suy nghĩ lại, không tin hả? Ủa, cũng tin luôn hả? Cũng có 4 trường âm hả? Đó là chữ đúc là một, là chữ khát là hai, chữ tích là ba, chữ măng là bốn. Bốn trường âm chính xác. Trong bốn trường âm này có bao nhiêu trường âm thông thường?
có bao nhiêu trường âm thông thường, nói trường âm thông thường đưa hột dịch lên, có nghĩa là không có. Vậy thì trường âm ngắn có được bao nhiêu? Trường âm ngắn có được bao nhiêu? Trường âm ngắn có ba ha, chữ đúc mà chữ khác là chữ tích, ba chính xác, ba trường âm ngắn ha. Rồi bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có một mà thôi ha. À, như vậy là coi như sĩ số cá và sĩ kim đại diện cho đạo tràng ha, trả lời chính xác. Nhưng mà hỏi lại lần nữa, câu này có bao nhiêu âm? Câu này có bao nhiêu trường âm? À, có bốn trường âm ở trên hỏi rồi, dưới này hỏi nữa coi có bị phân tâm không. Đây là chính xác. Dạ. Vậy thì câu số 2 này quý vị cũng đã quẩn mà ha, đúng rồi. Thì bây giờ như vậy thì câu số 2 này đúc khá sẽ trả tích cao bằng, câu này không có trường âm thông thường mà chỉ có trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà thôi. À, nhớ ha, câu số 1 khác câu số 2. Vậy thì bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này rồi chúng ta sẽ đi qua câu số 3 ha. Đúc khăn đúc khá sá múc bà đằng đúc khá sá chá tích cạ măng. Đúc khăn đúc khá sá múc bà đằng đúc khá sá chá tích cạ măng. Đúc khăn đúc khá sá múc bà đằng đúc khá sá chá tích cạ măng. Như vậy câu 1, câu 2 được chưa? Bây giờ qua câu số 3 nè. Câu số 3 Ari dành chát thần ghi cần mất thần. Ari dành chát thần ghi cần mất thần. Ari dành chát thần ghi cần mất thần. Câu số 3 này là một câu có bao nhiêu từ? Giờ xin mấy ta tham gia nữa ha. Giờ câu nào khó khó xin mấy ta mới tham gia, còn dễ quá xin mấy ta thôi. Để té nó làm gì là còn già rồi, chỗ nào khó khó mới có ý kiến thôi ha. Nào xin mấy ta, câu này có ta trả có 9 từ. Trong chín từ này á thì có bao nhiêu là đoạn âm? Có bao nhiêu là đoạn âm? Nãy giờ hỏi trường âm không, bây giờ hỏi đoạn âm cũng chết lên lại quá vậy nè. Có ba đoạn âm, đó là chữ á, chữ rí và chữ dí. Chữ A, chữ Rí và chữ Rí, đó là ba đoạn âm. Và câu số 3 này có bao nhiêu loại trường âm? Bao nhiêu loại trường âm? Ấy, có người ba, người hai nè. Người ba, người hai nè. Không có đoàn kết gì cả. Ai sao tôi dạy đi? Người cháu lên số 2, người cháu lên số 3, chi vậy? Chói nhau cổ đế thôi. Xích số cá ơi, cầm micro đi. 32 là 5, ở đây không có cái chỗ đó. Bây giờ phải nói rõ lại cho người ta biết 3 hay là 2. Rồi xin mời, nhớ ano ano kìa, lên đi. Dạ.
Dạ con cảm ơn cô Như Quang, cô Metta tìm cho con biết tín hiệu. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con bấm nhầm. Cái số ở cái điện thoại nó liền nhau lên là bấm nó số 2. Dạ bây giờ con xin phân tích đoạn số 3 của câu kinh vào cú số 191. Dạ. Con a di dằn thần ghi cằn mắc găng á dí là đoạn âm dằn là trường âm nhấn, chát là trường âm nhấn, than là trường âm nhấn, và đoạn âm căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tại câu này có 3 đoạn âm và 4 trường âm nhấn và 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong. Dạ con kính thỉnh sư Minh Bích ạ. Nam mô Bố Tha. Dạ sa thủ chi su khả chỉ nhớ điện thoại chắc là ổn thôi chứ thật sự lên phân tích thì phải chính xác bình tĩnh mà không có run, thường thường người ta nói bình tĩnh mà run đây đâu run đâu phân tích đúng là xích kim tặng đóng hoa là xích mít ta ba cành hoa đẹp quá đi. Như vậy thì cái câu số 3 này, chúng ta thấy câu số 3 này là một cái câu mà không có trường âm thông thường ha. Chỉ có trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm, không có trường âm thông thường. Đó là cái câu số 3 đặc biệt chỗ đó. Cho nên hồi nãy quý vị vấp vấp một chút, không sao. Nhưng mà phân tích thì quá rõ ràng rồi, còn gì để mà nói nữa. Bây giờ còn có cuối cùng. Đúc khu bát xà bát xà mát gà mi đằng đúc khu bát xà mát gà mi đằng đúc khu bát xà mát gà mi đằng. Câu số 4 là một câu mà quý vị thấy có tất cả là bao nhiêu trường âm? Câu số 4 là nó 4 trường âm, rồi câu số 5 chắc 5 trường âm luôn, câu số 3 3 trường âm hả? Thấy số 4 là trả lời số 4 luôn hả? Rồi, nói vậy mà xích số khác cũng bất chước ta. Chữ đúc là một, là chữ khu là hai, chữ ga là ba, chữ năng là bốn, chính xác. Trong bốn trường âm này thì quý vị biết nó nằm vô trong cái bao nhiêu loại trường âm? Bốn mà nằm trong ba loại trường âm. Như vậy để tìm chia sẻ ra coi có phải không. Vậy thì trường âm nhấn được mấy chữ? Trường âm nhấn có bao nhiêu? Còn một, đó là chữ đúc. Rồi trường âm thông thường được bao nhiêu? Trường âm thông thường coi được hai chữ khu và chữ ga ha, chữ khu và chữ ga. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm
Chưa hỏi câu mấy là trả lời số 1 rồi. Ừ, thông minh quá ha, biết hết trơn. Còn gì để mà nói nữa. À, như vậy thôi, xong, bỏ tay. Giỏi quá rồi, còn còn gì nữa để mà học. Vậy thì bây giờ câu số 3, câu số 4, sau khi con đất giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau câu 3, 4 ha. Ari dần chát thần ghi cần mất gần đúc phù bát sa mát gà mỹ nằng. Ari dần chát thần ghi cần mất gần đúc phù bát sa mát gà mỹ nằng. Ari dần chát thần ghi cần mất gần đúc phù bát sa mát gà mỹ nằng. Rồi trường âm đoạn âm về dòng đọc à, có ai thắc mắc gì không? Không à, không thôi, bây giờ chúng ta ôn lại việc kể xuống dưới ha. Đúc cần đúc khá sa mốt bà đàn đúc khá sa chả tích cảm mừng a di đà chấp thần ghi cần mất gần đúc phù bát sa mát gà mi nằng. Đúc cần đúc ca sa mốt bà đằng đúc khá sa cha tích cảm mừng a di đà chấp thần ghi cần mất gần đúc phù bát sa mát gà mi nằng. Đúc cần đúc ca sa mốt bà đằng đúc khá sa cha tích cảm mừng a di đà chấp thần ghi cần mất gần đúc phù bát sa mát gà mi nằng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngàn đưa đến khổ não tận. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị, hãy coi hai người này ai là người coi như quấn tù tì lên trước. Ồ, Sisuka thắng rồi. Rồi alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Hoa, con cảm ơn cô Nhật Tào, cảm ơn cô Kinh. Dạ, con chính kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đỉnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức trí tăng. Con kính đỉnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 191. Càng đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa chạy tạ tích ca măng a di dằn chát thần ghi càng mắc gằng đúc khu pa sa ma gà mi nằng. Đúc càng đúc khá ma múc bà đằng đúc khá sa chá tích a tích ca măng a di dằn chát thần ghi càng mắc gần đúc khổ phát sa ma gà mi nằng. Đúc gần đúc khá sa mốt bà đằng đúc khá sa cha a tích ca măng a di dằn chát thần ghi cần mắc gần đúc khổ phát sa ma gà mi nằng. Đúc gần đúc khá sa mốt bà đằng đúc khá sa cha a ta a tích cám mằng a di dằn chát thần ghi cần mắc gần đúc khổ bát sa ma gà mi nằng. Thấy khổ và khổ, thấy sự khổ vượt qua, thấy thánh tám ngành đến chỗ não tận. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, dạ con kính đảnh lễ của con vừa thấy thượng tọa Pháp Thanh vào mà sư nãy ra rồi. Dạ bây giờ con xin xuống mic, con kính mời cô Kim lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cảm ơn cô Sukha. Tôi nhường cho cô mà gì, cô Nhật Quỳnh nói cho cô đọc trước đi, để thôi có chuyện ăn trước làm trước miệng liền. Con xin kính chào sư Chí Đức. Con đâu thấy sư Pháp Thanh gì đâu, không có thấy cô tư nữ nào hết trơn. Dạ, quý vị đạo tràng, con xin đọc kinh Pháp Cú câu 191. Nghe rõ hả? Nghe rõ, nghe rõ. Ok, cảm ơn. Dukkhaṃ dukkhasammuppādaṃ dukkhassacaatthikkhammaṃ ariyaṃ cakkhaṃgikkhaṃ mappagaṃ dukkho passamaggaminaṃ dukkhaṃ dukkhasammuppādaṃ dukkhassacaatthikkhammaṃ ariyaṃ cakkhaṃgikkhaṃ mappagaṃ dukkho passamaggaminaṃ dukkhaṃ dukkhasammuppādaṃ dukkhassacaatthikkhammaṃ ariyaṃ cakkhaṃgikkhaṃ mappagaṃ dukkho passamaggaminaṃ dukkhaṃ dukkhasammuppādaṃ dukkhassacaatthikkhammaṃ ariyaṃ cakkhaṃgikkhaṃ mappagaṃ dukkho passamaggaminaṃ. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có đọc sai, xin sư sửa cho con. Con xin cảm ơn và nhường máy cho người khác. Dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn cô Như Quang cho biết tín hiệu. Cảm ơn Kim. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bảo cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 191 ạ. Đúc khăn đúc khá xá múp bà đằng đúc khát xá chá á tích khá mặn á rí dần chá thằng ghi căng mắt găng đúc khù bá xá má gà mi năng đúc khăn đúc khá xá múp bà đằng đúc khát xá chá á khá mằng á ri dành chát thằng ghi căng mắt găng đúc khù bá xá má gà mi năng đúc khăn đúc khá xá má. Dạ con xin đọc lại, con sai chỗ này rồi. Đúc khăn đúc khá xá múp bà đăng đúc khát xá chá á tích khá mằng á ri dành chát thằng ghi càng găng đúc khù ba sa ma gà mi năng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc lại một lần nữa. Đúc khăn đúc khá xá múp bà đăng đúc khát xá chá á tích khá măng đi dành chát thằng ghi càng mắt găng đúc khù ba xá má gà mi năng. Thấy chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tâm, lần theo bát chánh bát phận vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ hôm nay không biết có gì sai, con xin Ngài sửa cho con. Con xin nhường mic lại cho người khác.
Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin sám hối đâu. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn chị Mách Ta, cảm ơn Sức Kim cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính đảnh lễ nhà chị Đức cùng chị Tâm Đức hiện diện trong đào tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cô Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, Nhật Bình kính chào đào tràng và dạ, quý vị hoan hỷ cho Nhật Bình. Nãy giờ quý vị không có nghe và cũng không có theo dõi là đúng sai nữa. Dạ, nên quan hệ cho Nhật Quỳnh. Dạ. À, cô Tự Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu cô Tự Duyên nghe được âm thanh Nhật Quỳnh kính mời cô lên trả bài trước ạ. À. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, cô Tự Duyên có nghe được không ạ? À? Dạ, vậy là cô Tự Duyên không nghe rồi. Dạ, con xin được trả bài Pháp Quốc Kinh số 191. Dạ, cảm ơn Như Quang. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đăng đúc khá sa chá. Sa chá a-tít ca măng. A-đi dành cha thằng ghi cằn mắt gần đúc khù. Ba sa mà mi năng. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a-tích ca măng a-ri dành cha thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa má gà mi năng. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a-tích ca măng a-ri dành cha thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa má gà mi năng. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a tích ca măng a ri cha thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa má gà mi năng. Dạ, cho con được đọc một lần nữa. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a tích ca măng a di đà cha thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa ma gà mi năng. Còn đọc lần chót mới nghe được ổn. Dạ. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bắt chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Dạ, đây là bản hộ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính chào nước mắt và con tim. Dạ, nam mô Bích Tha giá. Dạ, cô Tự Duyên có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cô có cầm mic được không cô? Cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. À. Dạ, Nhật Quỳnh xin lỗi đạo tràng, Nhật Quỳnh không biết vị nào trả bài hoặc chưa trả bài. Dạ, chút việc nên không có ngồi trước máy. Dạ, không thấy cô Tự Duyên nhúc nhích luôn. Dạ, đạo tràng còn vị nào chưa trả bài không? Dạ, vị nào chưa trả bài, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay ạ. À. Còn nếu không nữa thì con cung thỉnh ngài Tri Đức ạ. À. Không có bàn tay vị nào, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng mặt ngài. Dạ, con cũng xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá.
Alo, 123, 123. Kính lễ ngày Pháp Thanh mà sao chạy mất tiêu rồi? Ngày Thanh bỏ chạy rồi ha. Này, có tu nữ tự gian tới là thấy cái câu này bộ khó quá, cũng không có đưa tay lên đọc nữa. Rồi bây giờ đọc trước nè. Nghe rồi từ từ đưa tay lên nha. Hôm nay Sít Số Khá nè, Sít Kim, Sít Meta, Sít Nhật Quỳnh, ai đọc cũng hay hết á. Bởi vì vô trước cho nên nắm rõ tình hình. Còn cô tu nữ thời gian thấy một cái từ mà dính trùng nhau thế này thấy mờ mắt rồi à. Hoặc là nhiều khi thức dậy sớm quá chưa uống cà phê thấy nổi đom đóm lên rồi, cho nên đưa tay lên đập cặp đó sợ bà con cười. Thôi quý vị cũng thông cảm. Bây giờ ôn lại à, chú ý nha. Xin chào Sếp Dung Nguyễn ha, người đến với pháp hội. Đúc khẩn đúc kha sa mút bà đằng đúc kha sa cha tít ca mần a ri dần cha thành ghi cần mắc gần đúc phù bát sa mã gà mi năng. Rồi bây giờ đưa bài vở lên cho quý vị thấy ha. Nhiều khi vô sao rồi không thấy bài vở nó đặt đọc ở đâu á. Đúc khẩn đúc kha sa mút bà đằng đúc khá sa cha tít ca bằng a ri dành chấp thần ghi cần mắc gần đúc khù ba ma gà mi đằng. Rồi cô tu nữ tự nhiên nghe đọc dễ thấy dễ hay khó, đọc chậm á, đọc lại lần nữa nè. Đúc khần đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a tích ca bằng a ri dành chát thằng ghi mắc gà phù ba sa ma gà mi nằng. À, đó là giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ nè, kệ thì tương đối dễ hơn ha. Đúc khăn đúc khó sa một bà đăng đông kha sa cha a tinh ca mang a ri yan cha thắng ghi căn mật gần đông khu ba sa ma ga mi na đúc thân đúc kha sa mục ba đăng đúc kha sa cha a tinh ca mang a ri yan cha thắng ghi căn mật gần đục phù ba sa ma ga mi năng. Hai một lần nữa ha. Đục khăn đục khá sa mục ba đăng đục khá sa cha a tinh ca mang a ri yan cha thắng ghi căn mật gần đục phù ba sa ma ga mi năng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngàn đưa đến khổ não tận. Rồi xin mời bàn tay cô tu nữ đại duyên chụp micro nè. 1 2 3. Sa thần thầy và con kính tri ân ngài. Nam mô Phật Ta Giá. Nam mô Tham Ma Giá Sang. Con thành kính đảnh lễ Bậc Giáo Pháp và Chư Tăng, đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, quý bà quý cô tu nữ, và kính chào tất cả quý thiền nam thánh nữ. Dạ, con xin đọc bài kinh Pháp Cú số 191. Dạ, cảm ơn Sức Như Hoàng. Dạ, con xin sắm hối, hồi nãy con nghe điện thoại ở ngoài cho nên là con phải dừng lại kinh pháp cú, cho nên bây giờ là con xin đọc trước và kể sau.
đúc khăn đúc khá sa mất bà đằng đúc khá sa chắc tích ca măng ác ý dành ác ý dành chắc thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa mát gà mi nằng đúc khăn đúc khá sa mất bà đằng đúc khá sa chắc tích ca măng ác ý dành chắc thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa mát gà mi nằng đúc khăn đúc khăn đúc khá sa mất bà đằng đúc khá xá cha ác tích ca măng a ri dành chắc thằng đi cằn mắt gần đúc khù ba sa ma gà mi nằng thấy khổ tập thấy sự khổ vượt qua thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Khổ thân này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chánh tri đau khổ đau mê tri tứ đế bồ đề tự tâm lần thêm vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Khổ thân này của Hòa Thượng với Đức nhà qua nhóm kệ đúc khăn đúc khá sa mập ba đúc ca mặn ai anh chắc thằng khi cần mặt gần đục khô ba xa ma gà mi nặng đục khăn đục khá xa ba đằng đục khá xa chá ác tích ca măng a ri anh chắc ghi căng mặt gần đục kha sa ma ga mi đục kha ba sa ma ga mi nằng đục khăn đục kha sa mập đục sa a tịch ca măng a ri anh chắc a di thân ghi căn mặt gần cái chỗ này nó lộn thộn a di anh chắc thân ghi căn mặt gần đúng khu ba xa mà gần bài này không? Đoạn này có mấy chữ mà không phân được cả hai sao bảy tám chín a ri anh chắc thằng ghi căn mặt gần đục gà sa ma gầm gì kỳ ta thôi đọc đi chứ cái đợt cái đoạn này con chưa có phân được cho nên là con xin sám hối con đọc đúc khăn đúc khá sa mất bà đằng đúc khá sa a tích ca măng a ri dành chắc thằng a ri dành chắc thằng cái cằn mắt gần đúc khù và sa mát gà mi nằng thấy khổ và khổ tập thấy sự khổ vượt qua thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Dạ phổ thân này của Hòa Thượng Thích Nam Châu hôm nay không bị phân tâm này chánh tri khổ chánh tri đau khổ đau mê
chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần, vượt qua khổ nạn mê tâm đời này. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Hôm nay con có việc tí cho nên là con rất là quan tâm. Chắc hôm nay con cũng đọc xong rồi, con cũng khoảng 6 giờ con xin rời room vì con bận chút việc. Dạ, cảm ơn sức. Và bây giờ là con xin xuống mic. Dạ, một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Thệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin kệ câu Pháp Cú 191. Đốt khăn đốt khá xa một ba đăng, đô kha sa cha a tất ca măng a ri yên chát thăng vi căng mắt găng đốt khu ba sa mà ga mi nặng đốt khăn đốt ca xa một ba đăng đốt khát xa cha à tất kha măng a vi danh chát thăng vi căng mắt găng đốt khu ba xa mà ga mi nặng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đốt khăn đốt ca xa một ba đăng, đốt khát xa cha à tất ca mặn, a vi danh chát thăng vi căn găng đục khu ba xa mà ga mi nặng. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phận, vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Như Văn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, kính cảm ơn chị Meta. Dạ, con xin được kệ bài Pháp Cú 191. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời vị nào không đọc kinh được mà kệ được thì đưa bàn tay lên kệ nha. Dạ, Nhật Quỳnh biết có người không đọc kinh được mà đọc kệ được đó. Dạ, vị nào không đọc kinh được mà đọc kệ được thì cứ đưa bàn tay lên. Dạ. Đục khăn đục kha sa mộc ba đằng đục kha sa cha a tích ca măng a di danh chánh tăng ghi căng mắc găng đục khu ba sa ma ga mi nặng đục khăn đục kha sa mộc ba đằng đục kha sa cha a tích ca măng a di danh chát thăng ghi căng mắc găng đục khu ba sa ma ga mi nặng đục khăn đục kha sa mộc ba đằng đục kha sa ca măng a di danh chát thăng ghi căng mắc găng đục khu ba sa ma ga mi nặng. Thấy khổ và khổ tập,
thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Như Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Như Quang rất là nhiều đã post bài và trực room. Và Nam Mô Bích Tha Giá. Và kính mời bàn tay quý vị ạ, mời bàn tay quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên đọc kinh cũng được, kệ cũng được ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không thấy cái bàn tay xinh đẹp của ai hết, bạch nhà con kính dân mít đánh đạo tràng ạ. Hello, hello. Nghe rõ không quý vị? Trời ơi, cái này là không có ai nói hết. Sư ơi, sư ơi, không có ai lên cầm mic nữa, không ai trả bài nữa và cũng không có ai đọc nữa. Sư ơi, sư ơi, sư đâu rồi sư? Sư ba hồn chính vía, sư mau mau về sư ơi. Trời ơi, sư đi đâu đi sư? Chắc sư có cách nữa rồi đó. Hành thiền ghê kinh thiệt. Hành thiền vô ngủ thiền hết trơn rồi đó hả? À, không ai thèm đọc kệ, kệ rồi kinh cũng có, kệ có một hai người hả? Trời ơi, tôi coi rung có mấy người. Rồi sư Minh Tâm lên, Quỳnh Minh Tâm lên đọc đi. Nói chuyện có duyên vậy. À, Cao Băng Phiên gì đó lên nói chuyện đi, chắc ông nghĩ rằng tôi có duyên vậy, ông biết chừng nói có duyên hơn. Ờ, mời sư Minh Tâm lên đọc đi ha. Rồi, dạ sao thu cảm ơn cô Kim. Dạ, Minh Tâm vô room chào hỏi mà sao không thấy ai trả lời trả vốn hết trơn.
Nó ở sân bay kỳ quá, rung ngộ quá vậy ta, thì ra mình vô nhầm trường tệ, nghe nói rung lúc này rung giải thiền ở trên không, cho nên tưởng quý vị đang vô hành thiền, cho nên không có dám cầm mic, dạ không dám ra lên, sợ sợ rung đang hành thiền, cho nên boss lên hỏi có ai nghe gì không. Thôi con xin phép đọc câu pháp cú 191. Cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dukkhang dukkhassa muppadang dukkhassaccha atikkhamang ariyanchat thanggi kang mat gang dukkhu pasamaga mi nang đúc khăng đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a tích ca măng a ri dành chất thằng chất thành ghi căng mắt găng đúc khu ba sa ma gà mi năng đúc khăn đúc khá sa múp bà đằng đúc khá sa cha a tích ca măng a ri dành chất thành ghi ghi căng mắt găng đúc hù ba sa ma gà mi năng. Đọc thì cái cà lâm thấy sợ luôn, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chánh tri đau khổ đau, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần, vượt qua khổ nạn mê tân đời này, hòa thượng với đức dịch. Chắc là sư cả không có trước máy rồi, nghe cô Kim nãy kêu quá trời luôn. Này chưa tới lễ Halloween cô Kim ơi, 31 tháng 10 mới là lễ Halloween. Hay là cô Kim nói đọc giống nhắc ma. Mai mốt không có sư cả, quý vị lên cầm micro đồ chia sẻ đồ ha. Chứ bây giờ chúng ta thấy có mình sư cả thôi. Hoặc là mà coi như là sư cả bận một cái thì ông lão quý vị để cái room đêm room nha, rồi một khách giảng lai mà như Minh Tâm mà vô room á thì thấy room im room mà nhiều khi người ta lại chạy ra, nó khổ vậy đó. Vậy nhiều khi vô thì biết vô mà chùa Bà Đanh nó vắng quá, nhiều khi người ta đi tụt ớn luôn quý vị, nhất là mấy cái chùa mà nó có mấy cái bàn dông rồi đó nha, quý vị vô mà chùa vắng tanh mà đi ngang mấy bàn dông đó rồi quý vị thấy là ớn liền. Cho nên quý vị nào thấy trong room sư cả không có lên thì nhảy lên, nhảy lên mình không cần đọc đâu, mình ba điều bốn chuyện mình nói chuyện về Phật pháp được rồi, không sao đâu quý vị, bởi vì chứ bây giờ room nó không có giảng sư mà quý vị cứ theo cái nề nếp là coi như đúng giờ phải gõ ban ban nha, cái này nó kẹt lắm, chúng ta phải tùy hỷ để cho room nó có sinh khí quý vị, nha. Chứ quý vị nghĩ trong trong một cái room mà bao nhiêu người ngồi chờ nha, chờ để được nghe một cái lời nào đó về lời hay ý đẹp nha, lời hay ý đẹp mà không lẽ không ai lên nói ra. Cho nên quý vị thông cảm, nhất là cô Kim này, và cô Kim là cũng rất là siêng năng và học tiếng miếng điện, và tiếng miếng điện.
Không biết là cô Kim có bao giờ đi Miến Điện chưa? Cô Kim học tiếng Miến Điện rồi, đi qua Miến Điện thử học nó mới nhanh. Quý vị thấy bây giờ trong room không không có sư cả, chắc quý vị ai cũng đọc hết rồi nha. Bây giờ mình nói chuyện dưới đất chơi cho nó vui đi. Thì quý vị biết mùa này nó gọi là mùa Du Lan. Mùa Du Lan thì bên Ấn Độ xin lỗi, bên Trung Quốc á, thì nó gọi cái mùa này là nó xui lắm. Cái mùa cứu hồn. Quý vị không? Có cái người Việt Nam mình là đi do để coi sư sư gì quên rồi ta, sư sư gì nổi tiếng thì mình quên, làm ra cái vấn đề bông bông hồng cài áo đấy quý vị. Mùa Du Lan ai mà còn mẹ đó, Du Lan đặc biệt cho nó mẹ thôi. Ai còn mẹ đó thì chơi cái bông hồng. Còn ai mà sư Thích Nhất Hạnh nào quan tâm nhớ rồi, giờ cũng già rồi vậy, nhiều khi trong đầu nhớ nhưng mà quên. Sư Thích, nghe người ta nói là sư Thích Nhất Nhất Hạnh đó, là cái người mà đặt ra cái vấn đề bông hồng cài áo, thì không biết có phải hay không, thì người ta biết sao Minh Tâm nói vậy thôi, nhưng mà xin thưa là không có chắc, không có chắc. Bởi vì Minh Tâm chưa có bây giờ được một lần đảnh lễ sư Nhất Hạnh cho nên không có biết. Thì quý vị biết rằng tháng tháng 7 đó, thì ở bên Trung Quốc họ rất là tin dị đoan, họ nói cái tháng này là cái không có tốt, bởi vì ma quỷ nó lên, ma quỷ nó lên thì nó không có tốt, cho nên người ta hầu như là tháng 7 người ta không có muốn làm ăn cái gì lớn cả. Quý vị thấy không? Mà quý vị biết một cái điều mà nó cũng trùng hợp nữa, là mới đây là Donald Trump chuẩn bị tăng thuế 10%, thì đây là một cú đánh vào nền kinh tế của Trung Quốc. Thì quý vị thấy không, lại ngay tháng 7 đó, cho nên quý vị thấy nó tháng 7 là tháng nó không có hên. Cái tháng nó không có hên, người thấy không? Cho nên người ta nói hay lắm, người thấy không? Tức là tới tháng 7 là ông Trump chơi ông đánh kinh tế của Trung Quốc, làm hỏng đài là bên Trung Quốc là coi như là sất bất sang bang. Không, Minh Tông nghe nói như một tháng 9 là mới tăng đó cô Kim. Bởi vì người Mỹ mà nói là phải cho nó đàng hoàng chứ đâu có nói làm liền như là ông Tập Cận Bình. Tập Cận Bình là ông chơi rồi, quý vị biết là ông không có mua nông nông sản trong đó có đậu nành của Mỹ, mà ông nói là ông làm liền luôn, không mua rồi trả về rất là nhiều nha, một số hàng nông sản coi như là không có cho mà nhập vô. Rồi cái thứ hai là ông hạ tiền đồng tiền Trung Quốc xuống. Thì lập tức bị Mỹ đưa vào danh sách, tức là những quốc gia mà gọi là phá giá tiền tệ. Vì đấy rao ngày rằm tháng 7, cho nên mình thấy rằng vào tháng 7 mà ngày rằm vào tháng 7 thì mình thấy rằng người Trung Quốc người ta tin dị đoan cũng đúng nha. Tức là rằm, tức là tháng 7 là cái tháng xui nha. Nhưng mà Việt Nam mình thì không có cho tháng 7 là tháng xui. Mà tháng 7 nó là tháng hên. Bởi vì gọi là chùa chùa thay phiên mà tổ chức, gọi là tri ân báo hiếu đến với mẹ, tháng 7 đặc biệt là đến với mẹ. Và một cái điểm thì quý vị thấy rằng cái tháng này đó là bên Việt Nam, nhất là cánh nghệ sĩ, nghệ sĩ thì họ lại coi như là chạy show, mỗi gọi là mỗi mỗi chân luôn, họ bay hết chùa này tới chùa kia, thay phiên đến để hát, để hát. Thì quý vị thấy rằng một cái điều mà cũng cũng rất là có người thì buồn, nhưng mà có người thì vào tháng 7 thì tiền vô như nước, nhất là những nghệ sĩ,
nhờ nhờ qua qua trung gian của những chùa mà những nghệ sĩ gọi là hốt, hốt rồi nghệ sĩ hốt thì chùa cũng hốt theo. Chùa không hốt có tiền đã tiền cho nghệ sĩ. Minh Tâm nói này là thực tế nha, chứ không phải là Minh Tâm bô bát chùa chiền đâu quý vị. Bởi vì nếu mà chùa không có hốt nữa thì tiền đâu mà trả cho nghệ sĩ, có gì thấy không? Nghệ sĩ trả rất là nhiều tiền, rồi vé máy rồi bao nhiêu lắm, thì điều đó chứng tỏ là chùa phải hốt. Thì cái tháng 7 này lại là cái tháng kiếm tiền nhiều nhất ở trong năm. Thế mà mấy ông Tàu ông lại nói tháng 7 là xui. Quý vị thấy không? Mình tầm nó tới nó lui để chứng minh cho quý vị thấy rằng là xui với người này nhưng mà hên với người kia. Thấy không? Có nhiều người thì tiền vô túi rủng rỉnh, nhưng mình tao nói thứ nhất là giới nghệ sĩ là coi như quay đây quay đó kiếm tiền ngon lành, rất rất là chạy sung mà gọi là mệt luôn đó. Rồi quý vị lên trên internet thì quý vị thấy rằng là chùa chùa thay phiên nhau in lên những cái poster quảng cáo, xem coi mình năm nay ngon lành dám mời những ca sĩ gọi là đắt tiền, quý vị thấy không? Ngoài năm nào mà mình mời nhiều ca sĩ đắt tiền á, bởi vì mùa này nó chạy show gì nó đắt lắm, cho nên cái giá nó khác quý vị thấy không? Vào tháng 7 thì giá nó khác, nhưng mà qua tới tháng 8 thì nó rẻ lại rồi, đấy năm nay là tháng tháng âm lịch đó, thì quý vị thấy rằng là trong cái cuộc sống của thế gian nó có nhiều cái nó cũng vui lắm, cũng vui. Bởi vì Minh Tâm không hiểu rằng là người nào phát minh ra cái vấn đề là tới rằm tháng 7 thì chúng ta phải ca hát, ca hát. Thì đây là cái điểm mà cũng cũng có cái người nào đó, nếu đúng ra thì chúng ta phải gọi là trả tiền bản quyền, tác quyền những cái vị nào mà xung phong, xung phong để mà tổ chức để mà là kiếm kiếm công ăn chuyện làm những ca sĩ, những ca sĩ. Bởi vì ở hải ngoại những người Việt nó không có đông, nó không có đông. Để coi cô Kim nói đây, Trung Cộng đang họp đại hội đảng cuối tuần sẽ xong, chờ có bên nào thắng này à. Thì quý vị thấy trong cái việc mà nước Mỹ tăng thuế nhập khẩu của Trung Quốc, thì rất là nhiều báo chí ở Mỹ họ họ nói rằng ô tăng thuế như vậy là dân Mỹ phải gọi là trả tiền, quý vị thấy không? Bởi vì bên tâm nói những cái báo chí nó viết theo cái ý nó muốn viết thôi, nhưng mà quý vị thấy rằng là dân Mỹ phải trả tiền. Nhưng mà cả một cái chế độ Trung Quốc thì nó bị lung lay, lung lay. Tức là cái này là ông Trump đánh thuế bên dân Mỹ thôi, ông đâu có đánh thuế gì tới Trung Quốc đâu. Nhập vào thì đánh thuế, còn anh không nhập thì thôi. Vì sao? Thì điều này là dân Mỹ phải trả tiền thuế. Một số báo chí ở Mỹ nó lên tiếng, nhưng mà cái ông Trung Quốc thì cả một cái đảng cộng sản nó bị lung lay, chỉ vì một cái lời nói của ông Trump là sẽ tăng thuế 10%, sẽ thôi, tức là chưa có làm, quý vị thấy không? Qua đây thì Minh Tâm cũng nhớ có một cái điểm là quý vị thấy nó về cái gọi là thần thông, quý vị, thần thông, thì quý vị thấy rằng với một cái bàn tay ổng bấm lên cái tweet, tweet tức là cái dạng mà ổng gửi ra một tin nhắn vậy đó, tức là ông Trump ông chỉ gửi ra một tin nhắn, nhưng mà quý vị biết khi mà tin nhắn nó vừa thoát ra ngoài một cái rồi đó thì làm cho nền kinh tế của thế giới chao đảo. Quý vị thấy đây gọi là thần thông, quý vị, thần thông rất là mạnh. Tức là quý vị thấy rằng một cái trưởng lực ở trong phim của Kim Dung đó, thì giết giỏi lắm, vài chục người thôi, nhưng mà ông Trump á, với những ngón tay điêu luyện ông, ông chỉ đánh ra một câu thôi, thì cả một thế giới khuynh đảo, thị trường chứng khoán của Mỹ và cả thế là lập tức là xuống tụt dốc hết. Quý vị thấy không? Thì đây để quý vị tin rằng là thần thông nó có đó nha quý vị. Quý vị có thần thông đó, tức là với một
một cái câu mà gửi ra của ông Trump thôi, và thì làm cho mấy không rất là nhiều người, cho nên rất là nhiều người tỷ phú mà hôm bữa như báo nó viết là mất như 100 mấy chục tỷ á. Yeah, 100 mấy chục tỷ của mấy ông tỷ phú. Thì quý vị thấy một cái điều rằng là một cái thần thông của ổng thôi, yeah, ổng chỉ cần là xuất chiêu có mấy ngón thôi, thấy không? Thì thế gian này rất là nhiều người là gọi là sắc bất sang bang, tôi giàu quý vị chưa? À, đó gọi là thần thông. À, vậy sao có thần thông quý vị? Giống như Minh Tâm mà nói ra thì chẳng có ăn nhậu gì, nhưng thần Minh Tâm không có thần thông. Dạ, nhưng mà ông Trump á, lời nói của ông ra thì quý vị thấy rằng là coi như cả một cái đảng cộng sản Trung Quốc mà nó lung lay luôn, chỉ một câu nói thôi, quý vị thấy ghê hồn. Dạ, giống như cô Kim vừa nói là Trung Quốc phải họp đại hội đảng. Thì đây là chúng ta thấy một cái chuyện rằng là thần thông nó có trên thế gian này quý vị, chứ không phải nó không có đâu. Dạ, có nhiều người tưởng rằng là nó chơi, nhưng mà phải chúng ta hiểu là cái lời nói mà nó quan trọng quý vị. Dạ, cho nên tại sao chúng ta có giới là chúng ta là không có nói dối. Dạ, bởi vì cái lời nói nó quan trọng dữ lắm, nó không phải rằng là cái chuyện tầm thường đâu. Dạ, nếu chúng ta có cái phước như là Donald Trump thì lời nói của chúng ta nó có thể chúng sanh khác chết hằng hà sa số vẫn chơi không. Quý vị thấy chưa? Dạ, cho nên mình phải ráng giữ giới quý vị, đừng coi thường cái lời nói mình. Mình nói ồ tôi nói chơi đó mà, nhân cái lúc mà trà dưới tủ hậu vui miệng nói vậy thôi, nhưng mà không được, không được. Bởi vì tùy theo cái phước mà chúng ta đang có. Nếu chúng ta là Donald Trump hay là Tập Cận Bình rồi đó, thì mấy ông thần này mà ông lời nói ông ghê lắm, chúng sanh có thể chết hằng hà sa số chứ không phải là dẫn chơi đâu, không phải dẫn chơi đâu, thấy chưa? Cho nên mình phải ráng tu, gọi là cả hai, vừa tu phước và vừa tu trí. Bởi vì nếu gì tu phước không đó, mà lỡ cái gì mà được làm tổng thống, được làm vua vân vân đó, thì cái lời nói của vị có thể quý vị giết nhiều người lắm, làm hại rất là nhiều sinh linh, chỉ vì chúng ta có phước nhiều thôi, chứ mày phước ít thì nói gì nói, đâu ai giống như nghèo như Chí Phèo nó nói gì nó nói chẳng ai màng, thấy không? Thành ra ở đây để mình chiêm nghiệm, để mình tu tập quý vị, mình đi cho nó song song, đi cho nó đều. Có nhiều người cứ là cắm đầu tu phước không, hại lắm, nó rất là hại. Minh Tâm không hiểu quý vị nào thích, nhưng mà Minh Tâm thấy nó hại lắm. Bởi vì một kiếp nào đó mà phước nó trổ đó, quý vị làm vua, quý vị làm quan, quý vị làm những cái ông lớn, lãnh thống dân dân đó, thì gọi là chúng sanh chết, gọi là rùm ngược ở dưới tay của mình. Vì chúng ta có phước nhiều thôi chứ chẳng gì. Ông Trump thì ông cũng là một con người bình thường thôi, chẳng qua ông phước nhiều thiên hạ. Bây giờ ông sanh ra là ông đã giàu rồi, gọi là đã một điều, rồi cả cuộc đời ông cũng sống trong giàu sang, rồi tới cuối đời thì lên làm vua. Tổng thống Mỹ thì theo như Minh Tâm nghĩ nó là vua, bởi vì danh chế định mà, có người gọi vua, người gọi tổng thống, nhưng mà nó đều giống nhau cả thôi. Thì vì thấy thì rõ ràng đây là cái phước của ông Donald Trump, và chúng ta không ai có thể chối cãi, nhất là những người học Phật thì chúng ta không chối cãi được. Quá khứ ông đã làm phước rất là nhiều, cho nên kiếp này ông được như vậy. Sao vì thế nó rõ ràng nó như vậy thôi. Thì bây giờ mình là người Phật tử, chúng ta đang làm phước hợp trí, bố thí hợp trí, đừng có bố thí mà theo cái kiểu mà mong giàu có đó, thì nó nguy hiểm lắm. Bởi vì nếu mà nó thành tựu ở một cái kiếp nào đó rồi sau đó chúng ta đi thẳng luôn, bởi vì mình làm nhiều việc ác quá thì chúng ta không phải dẫn chơi đâu quý vị. Quý vị nhớ như vậy đó. Mà cái lời nói của mình lúc mà mình đang có phước trổ đó, nó ghê lắm, mà mình quen nói dối đó, tới lúc đó là thôi mình cũng lớn chuyện nữa. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta nhớ trước tiên mình phải giữ giới, vì chúng ta giữ giới mà chúng ta làm phước thì nó chắc cú hơn. Còn chúng ta học làm phước không mà chúng ta không giữ giới đó, không học hỏi giáo pháp để mở mang trí tuệ đó, thì nó kẹt lắm, nó kẹt lắm. Bởi vì quý vị làm phước thì nó sẽ trổ phước, cho nên rồi
chính chúng ta lại hại chúng ta vì chúng ta làm phước. Quý vị đừng có lẽ mắc cười nha, nhưng mà đây là sự suy tư của Minh Tâm nha. Suy tư của Minh Tâm, Minh Tâm thấy thế gian này có những người lời nói của họ rất rất là có gọi là thần thông nha, lời nói của họ rất là có thần thông. Dạ, còn vì họ có cái phước rất là lớn, và họ có cái phước rất là lớn. Ví dụ quý vị thấy rằng Kim Jong Un, Kim Jong Un thì quý vị thấy rằng là theo như Minh Tâm đọc báo đó, thì đúng ra cái người anh của Kim Jong Un đó, cái thằng mà nó bị chết ở bên bên Mã Lai đó, thì đúng ra cái thằng đó đó là nó được lên để mà làm vua của Bắc Hàn. Nhưng mà cái ông Dượng đó, cái ông mà bị Kim Jong Un cho chó cắn đó, thì cái ông này ông thấy cái thằng anh đó, nó lo ăn chơi quá đi, nó tối ngày nó cứ cờ bạc, thằng nó khoái cờ bạc lắm, tối ngày cờ bạc nó cứ ngao du sơn thủy nó đi chơi không thôi, cho nên ổng mới đưa Kim Jong Un lên, quý vị thấy không? Thành thử ra nó cái vấn đề là cái phước nó trổ cho nên nó lọt về thằng em, còn thằng anh thì nó không có cái phước để làm vua, mà nó có cái phước là phải chết, thôi nó có cái quả là nó phải chết ở ở gọi là phi trường ở Mã Lai, quý vị thấy. Thành thử ra rồi bây giờ vợ con nó là lưu lạc luôn, biệt tích giang hồ luôn. Thành thử ra chúng ta thấy rằng không mới thấy một dở và người khác là hay. Ví dụ gì thấy rằng là mới đây thì ông vua bên Thái Lan đó, ông vua con mới vừa lên đây đó được mấy tháng đó, thì ông mới lên thì ông có vợ mới, ông có vợ mới rồi phong vợ đó làm hoàng hậu, rồi mới đây ông phong thêm một cái gọi là vợ thứ hai, nó kêu là cái gì, thì ông mới phong cho một bà nữa lên làm tứ phi, tức là vợ hai. Vậy đấy, thì ông này bản thân ông không có năm vợ, nhà ba vợ đã ly dị, cộng với một bà hoàng hậu và một bà tứ phi nữa là coi như năm. Thì nó là cũng quốc tế chứ không phải tầm thường. Nhưng mà chuyện về vua Thái Lan quý vị nhớ nha, đừng bây giờ nói khi đang ở Thái Lan nha. Quý vị mà nói khi đang ở Thái Lan là coi như chết chắc đó. Cái này là coi như cái khẩu mình nó giết mình đó. Quý vị vô tù ngồi đó, nhà vua của Thái Lan ổng có mấy giờ cãi ổng, đừng có qua đó mà nói như mình tầm đang nói thì tiêu là tiêu, thần khẩu mà hại sắc phàm là vậy đó. Đây. Cái lời nói mà nó nhiều cái nó cũng hại lắm, nói không đúng nơi đúng chỗ luôn, kẹt lắm. Thì nãy giờ mình tầm cũng ba điều tám chuyện không biết sư cả quay trở lại chưa. Không biết sư cả có trước máy mà alo. Alo, 123, 123. Để coi Bình Phương này, nếu không có phước làm sao giải thoát? Phải không? Đây là một cái điều rất là hay nha. Bởi vì nếu không có phước làm sao giải thoát? Thì chúng ta thấy rằng cái bố thí đó nha, để mà giải thoát này thì nó gọi là bố thí ba la mật nha, bố thí ba la mật. Còn cái phước ở đây là cái từ chung chung nha, cái dùng cái việc chung chung nha. Ví dụ bây giờ mình thấy ai đó khổ gì đó mình cho người ta thì nó gọi là phước, thì cái đó nó bình thường thôi, nó không có dính gì tới cái chuyện là giải thoát cả nha. Còn cái chuyện mà giải thoát là nó là cái khía cạnh khác, một khía cạnh khác. Cho nên quý vị thấy rằng người phương Tây, và người phương Tây người ta sanh ra ở xứ Hoa Kỳ, thì xứ Hoa Kỳ Minh Tâm tạm gọi là cái nơi cường của trái đất này, về vấn đề vật chất.
Dạ, thì hiện giờ Minh Tâm cũng đi bốn nơi trên thế giới thì thấy không có bằng ở xứ Mỹ, cho nên tạm gọi là thiên đường. Sanh ra ở xứ Mỹ đó thì đa phần, Minh Tâm không có nói hết, mà đa phần là họ là những người có phước. Bởi vì cái thứ nhất người thấy rằng có phải gian nan cực khổ như là ở những cái xứ như là nghèo, ví dụ như Việt Nam, Ấn Độ, vì thế là Ấn Độ là người ta phải đi gọi là cắt bỏ tử cung ra để mà được đi làm ở trong cái ruộng mía, còn không là nó không cho đi làm. Bởi vì quý vị tới thời kỳ kinh nguyệt đó, quý vị xin nghỉ nhiều quá thì những cái chủ ruộng mía nó không thèm mướn, do vậy họ phải đi cắt cái tử cung của họ để họ được đi làm hạng mía. Thì quý vị thấy rằng so với người Mỹ đó, thì những người này đúng là họ nghiệp nặng quá, phải không quý vị? Và người Mỹ thì phước quá nhiều, đúng không quý vị? Bởi xứ Mỹ này Minh Tâm nói thiệt cho quý vị, chỉ cần đi làm một tuần 3 ngày, 4 ngày thôi là quý vị có thể sống thoải mái rồi, không cần phải cắt tử cung mà để đi làm ruộng mía đâu. Tức là chuyện của thế hiện đại chứ không phải nói chuyện của thời nô lệ nha. Dạ, chứng minh vì những cái chuyện thực tế vì vào trong báo đọc thì sẽ thấy. Thì nước Mỹ này là thiên đường, và người dân Mỹ đa phần là họ có phước nhưng mà họ không có màng cái chuyện giải thoát, phải không? Nói vòng vòng để muốn chia sẻ Bình Phương chỗ rằng là cái giải thoát nó khác, còn cái tu phước nó khác. Nếu nói về phước này, người Mỹ họ rất là nhiều phước, và hiện tại người phước quý vị, người Mỹ là cái người mà cho ra rất là nhiều. Họ có cái thói quen vì họ đã qua làm phước trong quá khứ rồi, cho nên họ dễ cho ra lắm. Nhất là sắp tới đây là tháng 12, cái tháng 12 là cái tháng mà dân Mỹ nó bố thí một cách kinh khủng luôn. Quý vị thấy, tức là họ quen rồi, bố thí là chuyện thường tình của họ. Quý vị thấy giống như ông Bill Gates, đúng ra ông tiếp tục làm giàu vì ông cũng còn trẻ, nhưng mà ông đã ngừng cái việc làm giàu và ông chuyển qua ông đi làm phước. Thì quý vị thấy rõ ràng rằng là người Mỹ họ rất là làm phước, họ làm phước rất là nhiều, và do vậy thì họ sanh ra họ cũng có phước. Quý vị thấy không? Nhân quả nó rất là rõ, chứ không phải là cái chuyện mà anh theo đạo Chúa là anh bị trù dập đâu, không có. Đây không phải cộng sản, quý vị thấy không? Quý vị theo đạo nào cãi quý vị làm phước thì tự nhiên nó trổ thôi nha, tự nhiên nó trổ cho quý vị thôi, chứ nó không có dính gì cả. Không phải là quý vị theo đạo Hồi là quý vị nghèo, không phải. Mà cái phước này ai làm phước người đó được phước, luật nhân quả rõ ràng. Nhưng mà cái giải thoát nó khác cho nên muốn chia sẻ với Bình Phương là do đó. Cái giải thoát thì nó khác, nó không có dính gì tới cái chuyện phước hết trơn. Còn cái bố thí ba la mật nó khác với cái lòng phước, hai cái này nó khác dữ lắm. Thì có duyên thì Bình Phương cũng đến Thỉnh giáo Chư Tăng để hỏi xem coi là cái chuyện mà làm phước để giải thoát với làm phước bình thường nó khác nhau như thế nào. Chứ không khéo đó, thì những cái phước mà mình làm đó, nó là cái phước mà để làm giàu. Mà người Mỹ họ làm hà rầm, họ làm hoài, quý vị. Họ nhiều khi họ nghe nước nào đó có những cái thiên tai gì đó thì họ buông tiền họ cho, họ không có nhất thiết đâu. Cho nên quý vị coi về báo chí thấy là người Mỹ họ làm phước ghê lắm, họ làm phước dữ lắm, nhưng mà họ không dính gì tới hai chữ giải thoát đâu nha. Cho nên Bình Phương hiểu chỗ đó rồi. Nó cũng không thấy ai giơ tay như vậy ta. Có ai giơ tay không ạ? Alo alo, chào Châu Nguyễn 11. Châu Nguyễn có chia sẻ không? Thì trước khi lao xuống thì chia sẻ để coi qua cực tím. Qua một cực tím nữa. Quý vị biết tiếng Việt mà không bỏ dấu thì khi đọc thì nó cũng ớn lắm. Không ớn lắm, không biết nó có đúng không nữa. Nếu không đúng thì quý vị bỏ qua nha.
Rồi bây giờ trong room có ai là người tình nguyện không ạ? À? Tình nguyện giơ tay ạ. À, room chúng ta có 16 người. 16 cái nick chứ. À, dùng đúng từ 16 cái nick, bởi nhiều người có tới hai cái nick, ba cái nick rồi. À, cho nên mình không biết, thành thử ra mình phải dùng là 16 cái nick sa thú tín hiệu của sư cả. À, thỉnh sư cả lên à. À, con nãy giờ nói quá trời sư cả ơi, thỉnh sư cả. Sa thú huynh Minh Tâm, bởi vì đây là cái room phải nói chứ không phải cái room ngồi im lặng. Mình nói thì bây giờ mình nghĩ mình phải nói cái gì, trong khi câu Phật ngôn này á, Đức Phật á, ngài có tha tâm thông, ngài biết được cái tâm trạng của đối tượng, à, ngài mới thuyết nên câu Phật ngôn này, người ta giác ngộ. À, còn đối với chúng ta không phải được sinh ra trong thời kỳ của Đức Phật, và đây là những cái khuôn vàng thước ngọc chúng ta thảo luận để lấy ra một cái điểm chung sống cho nó thích nghi. À, cho nên cái câu Phật ngôn này à, 5 câu mà một duyên sự, còn một câu 192 nữa mới tới cái duyên sự. Thì bây giờ chúng ta hiểu như thế nào về câu Phật ngôn 191: thấy khổ và khổ tập. Khổ là cái quả, khổ tập là cái nhân. Thấy sự khổ vượt qua, đó là cái quả của diệt đế. Rồi thấy đường thánh tám ngành, đây là cái nhân của đạo đế, đưa đến khổ não tận. Thì quý vị thấy một cái câu Phật ngôn mà nói lên cái ý nghĩa của bài kinh Chuyển Pháp Luân, mà ngắn gọn thế này sao mà chúng ta hiểu nổi. À, cho nên cái vấn đề gì mắt thấy tai nghe thì quý vị cứ thảo luận, rồi trong cái sự thảo luận đó thì cũng thôi. À, thấy cái khổ và khổ tập, tức là cái gì cũng xoay đi quẩn lại, thì chúng ta cứ nhìn thực tế đi ha. Còn bây giờ ai muốn chán lên muốn nói gì cạn ta, còn mình nói cứ nói ha, mình nói cứ nói, cũng nằm trong cổ đế mà thôi. Thì bây giờ chúng ta xin đọc lại và coi như chích đoạn và kinh Chuyển Pháp Luân để nói lên cái vấn đề thánh đạo tám ngành ha, tức là khổ, khổ tập, diệt và đạo đế. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a tích cạm bằng a ri dân chát thằng ghi cân mắc gần đúc phù bá sa mát ca mi đằng đúc thần đúc ca sầm múc ba đằng đúc khát sa cha a tích cập bằng a ri dành chát thầm dĩ cần mắc gần đúc khù bát sa ma ga mi nằng. À, cái câu này cũng hơi khó đọc chứ không phải dễ ha. À, nhưng mà trong cái giọng kệ thì quý vị đọc cái câu số 3, câu số 3 tới 9 từ, cho nên có nhiều vị đọc à, nhất là cô Tự Duyên đọc cho mình bị bóp này ha. Bởi vì 9 từ chúng ta sẽ đọc 5-4 hoặc là 4-5. À, thì như vậy nó sẽ rất qua. Và còn ở trên á, một câu 8 từ thì 4-4 nó dễ. Còn câu số 3 này tới 9 từ thì một là 4-5, hai là 5-4. À, phải dứt khoát. Và còn tới giữa này mà ngập ngừng là coi như bị vướng nè. À, dòng kệ nó à, tương đối thế này, chắc chắn là nhiều vị đọc hay hơn chúng tôi nữa. Đục khăn đục khá sa múc bà đục khá sa cha a tinh ca măng a ri yăng cha thăng ghi căng mặt gần đục khu ba sa ma ga mi năng đục khăn đục khá sa múc bà đăng
dukkha sa cha atin kama ariyan jathang ghi kang mặt gần dukkha ba sa maga minang. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành để đến khổ não tận. Đây, bây giờ có vị nào lên đọc không? Không đọc thì chúng tôi sẽ trình bày cái bài kinh chuyển pháp luân, làm sáng tỏ thánh đạo tam ngành. Quý vị có ý kiến gì không? Bây giờ mới 6 giờ 18 phút. Chúng ta có thể sinh hoạt thêm 10 phút hoặc là 15 phút nữa. 10 hoặc là 15 phút nữa. Rồi chúng ta sẽ trình bày cái bài kinh chuyển pháp luân, trong đó nói lên khổ vô tập, rồi nhật đế và đạo đế. Trong đó đạo đế thì nói lên đường thánh tám ngành. Còn ai có ý kiến gì không? Cái bài kinh chuyển pháp luân này, có một lần ngài hộ pháp ở chùa Vũ Long Bali, và cái công nhận cái bộ nhớ của ngài rất là siêu việt. Lớn tuổi rồi nhưng mà ngài đọc vẫn coi như hùng hồn nha. Nhưng mà bây giờ không còn ai đọc nữa thì chúng tôi xin trình bày cái bài kinh chuyển pháp luôn, để rồi quý vị có khái niệm về thánh đạo tam ngành. Trang 259 hả, trong cái cuốn nghi thức tụng niệm Pali Việt của chùa Đạo Quang, kinh chuyển pháp luân. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển ở rừng Isipatana gần thành Varanasi. Đức Phật giảng cho năm vị tỳ kheo nghe như vậy: Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh. Một là lợi dưỡng vốn hạ liệt, tục lụy, phàm phu, không thanh thiện, không lợi lạc. Hai là khổ hạnh, cũng không thanh thiện, không lợi lạc, lại khổ đau. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thực hành trung đạo, chứng đạt pháp nhãn, tuệ nhà, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các vị kheo, trung đạo đó là gì? Chính là thánh đạo tám chi phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sammadhi, Samma Sankappo, Samma Vajra, Samma Kammanto, Samma Ajivo, Samma Vayamo, Samma Sati, Samma Samadhi. Đây là thánh đạo được Như Lai liễu ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, đây là diệu đế về sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ. Tóm lại, năm thu uẩn là khổ. Này các tỷ kheo, đây là diệu đế về nhân sanh khổ. Khác ái dẫn đến tái sanh, hoan hỷ và tham lam, tầm cầu dục lạc đó đây chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ kheo, đây là diệu đế về diệt khổ. Yểm đi đoạn diệt các dục, chấm dứt hệ lụy, không còn dư y, hoàn toàn giải thoát mọi thần thúc. Này các vị kheo, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ, chính là thánh đạo tám chi phần, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là sự thật về khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay được khởi lên với sự thấy, biết,
hiểu, xác chứng và thấu triệt. Cổ đế cần được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay trở lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Cổ đế đã được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay được khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về nhân sanh khổ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay được khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế cần được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế đã được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về diệt khổ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế cần được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế đã được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về con đường diệt khổ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đạo đế cần được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đạo đế là điều mà Như Lai chưa từng được nghe. Nay được khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào bốn diệu đế này chưa được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển, thì Như Lai không tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỷ kheo, khi mà bốn diệu đế này được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển, nên Như Lai tự nhận cùng với thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hộ chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và nhận thức này khởi lên trong Như Lai, sự giải thoát của ta không lay chuyển, đây là kiếp chót, không còn luôn nữa. Đường thuyết giải như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi mà pháp thoại này được tuyên thuyết, tôn giả Con Đành Nhã khởi sanh pháp nhãn thanh tịnh vô cấu, hiểu rằng phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. Khi mà Đức Phật chuyển pháp này, thì chư thiên trên địa cầu tán dương ca tụng pháp luân vi diệu. Những cái điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai, dù là sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển ở Isipatana gần thành Varanasi. Được nghe như vậy, chư thiên cõi tứ thiên vương đau lợi và ma đau suốt hóa lạc thao hóa tự tại cùng các cõi phạm thiên đồng thanh tán dương ca tụng pháp luân vi diệu. Những cái điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai, dù là sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên. Nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại Lục Uyển ở rừng Isipatana gần thành Varanasi. Trong phút chốc cả 10.000 thế giới chấn động, một hồ quang vô lượng vượt xa cái hào quang của chư thiên chiếu diệu cùng khắp cả thế giới. Ngay khi ấy Đức Phật lên tiếng: Con Đành Nhã đã liễu ngộ, Con Đành Nhã đã liễu ngộ. Từ ấy tôn giả Con Đành Nhã được gọi là Anh Nha Con Đành Nhã. Và kinh Chuyển Pháp Luân chúng tôi vừa trình bày
trong đó nói lên cái đạo đế, tức là thánh đạo tám ngạch. À, khi mà quý vị nghe như vậy thì quý vị có một cái khái niệm như thế nào về cái câu Phật ngôn này? Bởi vì câu Phật ngôn 192 chúng ta mới hiểu được cái duyên sự tại sao một lần năm câu Phật ngôn được đưa ra mà chúng ta chỉ mì ăn liền thấy sao nó vậy, không nhiều khi nó không ăn khớp với nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái duyên sự á, thì năm cái câu Phật ngôn này nó sẽ như là một cái móc xích với nhau, và chúng ta thấy cái người mà được Đức Phật nhắc đến trong cái câu Phật ngôn này cũng là một cái điều rất đặc biệt. Thôi thì khi nào học đến câu 192 quý vị sẽ rõ. Bây giờ còn khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, quý vị có ý kiến như thế nào, hãy đi vào nội dung câu Phật ngôn này. Còn những cái điều mà người ta nói gì gì chát lên kệ ta. Mình sinh hoạt thì mình sống với nhau hiểu rồi, mười mấy năm rồi, thì trong cái sự sinh hoạt thì có những lúc thăng trầm, có những thế này thế kia, tám pháp thế gian mà. Thì quý vị cái đừng có ngại. Cái câu cuối cùng này đưa đến khổ não tận á, chúng ta chưa có tận được thì bây giờ còn tranh chấp, còn phiền não, thì có thấy được phiền não rồi mới tận được chứ, phải không? Rồi xin mời bà con, quý vị cứ tiếp tục. Rồi xích kim. Dạ con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Con thấy sư lúc này sư bận đó, sư vắng mặt con hú ba hồn chín vía sư cũng thấy nữa. Huynh Minh Tâm lên nói năm điều bảy chuyện sáu cái linh tinh gì đó cũng thấy sư đến nữa. Thôi để con đi nói những cái gì mà con hiểu về câu pháp cú 191 này theo cái sự hiểu biết con. Và cảm ơn Liên Hoa Châu Nguyễn cô Nhật Quỳnh đã cho ấy. Thật ra thì câu một bốn câu trước 188, 89, 90, 91, còn 92 thì 92 con cũng đọc rồi. Thì 92 là đức trong đó nói là chỉ có quy y Phật pháp tăng thì mới là tuyệt đối thôi, tuyệt đối để giải thoát luân hồi, không còn trở lại trong tam giới ba cõi bốn loài, tức là ba giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, bốn loài là thai sanh, noãn sanh, quá sanh và thấp sanh. Đó thì con bữa nay cũng không có nhiều giờ, con không biết có ai muốn lên không, con sẽ nói ngắn gọn. Thì trong cái câu pháp cú 191 này thật ra nhiều nó có nhiều trường âm mà cái giọng nó đọc nó khá khắc, thành ra cũng khó đọc. Thì trong cái bài dịch này thì Đức Phật nói đúc khăn đúc khá sắm múc pha đăng đúc khát sa cha á tích khá măng á đi dành chắc thằng ghi khăn mắc gần đúc khô pha sa ma gà mi năng, tức là theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu thì thấy khổ và khổ tập. Thấy khổ này tức là khổ đế, khổ tập tức là tập đế, tức là nguyên nhân của sự khổ. Thật ra chỉ có bậc thánh nhân mới thấy được khổ đế và mới biết được cái nguyên nhân sinh ra khổ đế. Chứ chúng ta là phàm nhân chỉ thấy cái quả của khổ rồi, chứ không có thấy hai cái kia đâu. Rồi câu khá, dukkha saccha atikamang, thấy sự khổ vượt qua, tức là phải có thấy sự đắc thánh quả thì mới thoát được khỏi cái sự khổ này, nó vượt qua, tức là đã vượt qua chỗ đó, đã thoát khỏi. Nhưng trong cái chỗ thoát khỏi là atikamang, là thoát khỏi sự, thoát khỏi cái sự khổ đó. Thì cái câu thứ ba là á đi danh chắc thằng với thằng mắc căn. Mắc căn là mắc giá là con đường. Á đi danh là bậc thánh thánh đạo. Ác tha là tám, tức là thấy đường thánh tám ngành, tức là bát chánh đạo như sư đã nói, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng,
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là tám ngành đưa đến khổ não tận. Khổ não tận tức là tận diệt, tận diệt trừ hết các khổ não. Khi thường thì mấy bậc thánh người ta đã diệt hết rồi, từ thấp lên cao, từ sơ đạo, sơ đạo sơ quả, đến từ từ nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tới bậc cuối cùng là tứ đạo, tứ quả là A-la-hán. Thì những vị thánh này họ diệt từ 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 đó. Bởi vì Đức Phật mới nói là khi mà vô quả dự lưu, tức là sơ đạo, sơ quả, thì chỉ còn có nhiều nhất là 7 kiếp luân hồi thôi. 7 kiếp trong tất cả các giới, như là tam giới. Khi mà vô quả dự lưu rồi thì bốn đường ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh, Atula thì không có vô mấy cái đường đó nữa. Chỉ đi theo ba cái cõi kia thôi, ba cái cõi kia thôi. Cõi mà khổ, cõi khổ không có vô nữa, chỉ có dục giới, sắc giới, vô sắc giới thôi, mà chỉ tối đa là 7 kiếp thôi. Còn chúng sanh thôi, A Tăng Kỳ không bao giờ đếm được, không biết bao nhiêu nữa. Thì trong cái này thì theo con hiểu sư đã nói sơ qua rồi. Mặc dù câu 92 thì nó chỉ kết luận là Đức Phật cũng nói lại thôi, chứ bài này rất quan trọng, nó có nhiều nghĩa, muốn nói bao nhiêu cũng không hết hết, con chỉ tóm gọn thôi. Tức là bài này trong một phần của bài chuyển luân pháp pháp dương, tức là Đức Phật giảng cho năm vị kiều trần như, thì trong đó cái quan trọng nhất là tứ diệu đế. tứ diệu đế hay tứ đế thôi, ba cái đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì trong đó thì khổ đế là cái sự khổ, để thấy cái sự khổ, rồi tập đế là nguyên nhân sanh ra sự khổ, diệt đế là con đường đi niết bàn, và đạo đế là con đường, là phương pháp, cái cách để mà quay ngược trở lại tập đế, để mà diệt trừ, để đối kháng với lại tập đế. Vì khi có những con đường, những phương pháp đó, thì khi mà có những nguyên nhân khổ, những điều mà sanh ra diệt khổ, thì chính đạo đế là những con đường, những phương pháp, những cách thức để mà đối trị lại tập đế, tức là đi ngược chống lại cái tập đế, để mà diệt. Nếu mà chống hết, phá hủy hết cái tập đế thì sẽ không còn cổ đế nữa. Thì diệt đế là con đường đi tới Niết Bàn, là một chuyện hiển nhiên rồi. Chuyển luân pháp dương hay chuyển pháp dương thì cũng vậy thôi, lúc nào cũng chích chát lên hết. Nói người ta nói chuyện tào lao, phê bình người ta thì hay lắm, sao không lên nói chuyện đi. Dạ, thì con sẽ nhắc lại mấy cái bài như hai kinh Pháp Cú 188, 189. Thì Đức Phật nói rằng khi mà con người ta hoảng sợ, người ta tìm những cái chỗ trú ẩn như nhà cửa, rừng rậm, cây bự, cây to, miễu lớn, trời lớn, trời to vậy đó, thì lúc đó con người ta rất sợ hãi, người ta rất là nhỏ bé và lo sợ. Họ thấy những cái gì mà có thể nương nhờ mà để che mắt, để tránh thoát vậy đó, thì họ sẽ tự thấy an tâm. Nhưng Đức Phật nói núp những cái chỗ đó như hàng cây, đền, miếu, chùa, chiền, núi, rừng, ha, cái gì đó, hang, hốc vậy đó, thì cũng không phải là nơi an toàn. Vì chúng ta cũng phải vướng bận khổ đau, tại vì những nơi này là chỉ tạm thời che chở cho thân ta tránh được mưa, nắng, gió, mà chẳng giúp qua được sự đau khổ trong cuộc đời. Vì sự đau khổ trong cuộc đời nó đến từ cái tâm, từ cái thân, từ cảnh bên ngoài rất nhiều. Và Đức Phật chỉ chú trọng vào nếu mà cái tâm của chúng ta đã vững vàng, biết thế nào là sự khổ, nguyên nhân sự khổ, biết hiểu và học hiểu và hiểu rõ những pháp của Đức Phật để đối trị lại những cái phiền não đó, thì chúng ta mới là chắc chắn, mới là có những cái phương pháp để vượt qua những sự đau khổ này. Trong thì đó là bài kệ 188, 189. Còn bài kệ 190 thì Đức Phật nói cái nơi mà an toàn nhất để chúng ta tường về nương tựa chỉ là Phật Pháp Tăng, là Đức Phật, là người đã tìm ra những phương pháp, những bài pháp, những câu nói
để nói là cái gì cho đúng ta. Thì ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, ngài có 9 hay 10 cái ân đức của ngài, như là ngài là một vị A La Hán ứng cúng, ngài là một vị chánh đẳng chánh giác. Ứng cúng là những là ngài đã đoạt tiệt hết những phiền não, luôn cả những ngủ ngầm trong chánh đẳng chánh giác, là vị biết tất cả những gì mình muốn, chỉ cần hướng tâm đến cái đúng là ngài đã biết rồi. Cũng như là minh hạnh túc, ngài có 6 loại thần thông cũng đủ biết. Ngài là thiện tệ thế gian giải, ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, ngài là vị đại giác đã thấu hiểu 4 cái sự thật, 4 cái thánh sự thật như là tứ đế, và ngài đã tìm ra một phương pháp mà trên cõi đời này chúng ta không ai biết, đó là hành thiền minh sát niệm xứ, hay gọi là Vipassana, và chính là ngài là người đã dạy ra cái Abhidhamma, là cái một trong những cái bài kinh là quan trọng nhất. Ngài có làm ra 3 cái tạng kinh. Tập khi khá là tạng kinh, tạng luật, rồi tạng vi diệu pháp. Thì tạng vi diệu pháp thì nó chiếm hết 42.000 pháp môn rồi, còn 2 tạng kia chỉ cộng lại là chỉ có 42.000 pháp môn thôi. Thì cái tạng kinh vi diệu pháp này là rất quan trọng. Thì học cái tạng kinh này mới thấu hiểu, rồi hành thiền, rồi hành theo pháp, thấm thấu hiểu các cái pháp chân đế đó, thì mới hiểu được tứ đế là như thế nào. Thì vấn đề này thì trong 191 này, thì ngài quan trọng nói vắn tắt cái gì tứ đế, thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt, thế nào là đạo. Thì đối với chúng sanh thường ở cuộc đời này thì họ chỉ biết cái chứ mà vô đạo, nhưng mà làm sao để cấu trúc được cái nhà, hay làm sao cấu trúc một cái thiền bự, thôi vậy nhân thì những cái pháp chân đế họ không có bám vào những cái pháp phụ pháp tục đế. Thì ngài An Nan có hỏi rằng bậc thánh nhân từ đâu mà sanh ra, làm sao có? Thì Đức Phật nói bậc thánh nhân không ai do sanh, không ai sanh các ngài đó ra hết, là do tự họ tính, tự họ tinh tấn cật lực hành thiền hành pháp tu tập rất là một cách tinh tấn, rất là mạnh mẽ, hành một cách rất là liên tục, đó là không có chển mãn, không có gì. Thì chính những sự hành học hành một cách liên tục cực cực tuyệt đối và tinh tấn giống như vậy, mạnh mẽ giống như vậy, thì họ sẽ là đạo và quả, chứ không ai sanh ra hay tự nhiên có hay gì hết. Thì trong cái bài này thì ngài cũng nói vấn đề mà tứ diệu đế là muốn 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 hay thấu hiểu tứ đế này hay tứ đế đó, thì phải là phải tu tập rất nhiều, học tập cũng như suy nghĩ, suy tư, tìm hiểu miệt mài và đâm chiêu vào những cái pháp, cũng như là mới bắt đầu học không hiểu phải ráng học cho tìm cho những vị, những cuốn sách hay những vị chánh sư họ giảng, để hiểu thâm sâu vô đó, rồi nghiền ngẫm suy tư trong đó, rồi thực tập tự thực hành để kinh nghiệm những cái pháp của Đức Phật đã dạy. Thì chính cái người mà làm những điều này một cách liên tục tinh tấn thì họ mới đạt những cái đạo quả như Đức Phật đã nói. Thì lúc đó khi mà họ đã đạt những đạo quả thì họ đã vô thánh nhân, thì họ đã hiểu thấu hiểu cái tứ diệu đế, tứ đế này rồi, thì không có gì phải nói.
Nếu mà nói giảng ra chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định gì đó thì quý vị đã nghe nhiều rồi. Nhưng mà ở đây thời giờ nó cũng đâu có nhiều, mà trong câu kệ này nó cô đọng những câu đó thôi. Từ những cái này á, là một trong những bài kinh rất quan trọng của Đức Phật, đó là kinh Chuyển Pháp Luân, thì đâu có phải là dạng thường, đâu có phải là chuyện thường. Có người nghe như các vị như là chị Sariputta, họ ngài chỉ nghe thôi là ngài đã vô tu đạo hoàng rồi. Còn chính tôi đọc tới đọc lui, học thuộc lòng luôn cái cuốn sách, nó nguyên cái trang, cái tờ giấy nó muốn rụt mát luôn, cũng thấy y chang nữa. Chị mới biết rằng mình tu dỗm, tu nháp, tu nháp là tu gì á, tu theo thời, vui thì tu nhiều, buồn thì tu ít, kiếm chuyện để mà lánh hé mắt này mắt kia để không có phải đọc. Đó là tôi nói về thằng cái tôi thôi, không nói gì gì quý vị nha. Quý vị có gì thì quý vị tự biết á. Thì đại khái như vậy. Thì thấy trong câu kệ Pháp Cú có người đọc cho người, chứ Đức Phật chỉ nói chưa hết bài kệ đã đắc cái này đắc cái kia. Có người nói hết bài kệ thì đắc chỉ có một hai lần thôi là đã đắc rồi. Mà đối với chính bản thân tôi, đọc tới đọc lui, đọc thuộc lòng, đọc nghe thông suốt, như là gọi smoothly vậy, cũng thấy đắc cái gì hết. Thì mới biết rằng mình nó cần nhiều tu tập nhiều hơn nữa, chứ không phải tu nháp, tu cày giật giống như vậy. Dạ, con thấy người ta cũng chích chát nhiều lắm. Dạ, con nghĩ rằng con nói tới bao nhiêu nay cũng đủ rồi. Nếu mời quý vị nào cũng chích chát lên đó thì lên chia sẻ những gì hiểu biết về những câu kệ này cũng như và nội dung trong câu kệ này đi ha. Dạ, nếu có gì sai sót xin quý vị tha lỗi nha, xin sám hối. Và xin chúc quý vị đạo vàng, đạo tràng luôn ăn vui. Xin mời quý vị lên đi ha, như là Bình Phương vậy đó cũng hay chích chát luôn. Sao cũng được vậy đó, thiếu gì, thấy vô hoài mà sao không nói chích chát nhiều. Mời lên đi ha. Dạ, cảm ơn Chích Kim đã đỡ mít cho đạo trà ha giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Châu Nguyễn ơi, Liên Hoa ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Này, Thi An Lạc nữa, ba vị này mến chào nghỉ lại vừa vào đạo tràng. Nay thấy lâu rồi nghỉ lại mới vào đạo tràng nha. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, bây giờ thôi, quý vị vào sau có muốn cầm mịch để đọc kinh và đọc kệ không? Dạ, Nhật Quỳnh thì thấy ai vào là Nhật Quỳnh mời đọc kinh đọc kệ thôi. Nhật Quỳnh thấy rằng mình đủ duyên mới vào được trong đạo tràng này nên đọc kinh đọc kệ, mặc dù trễ còn hơn không. Dạ. Rồi, vậy mời nha. Không biết Như Quang còn trước máy không? Nếu Như Quang còn trước máy thì kính mời Như Quang quét bài cho Nguyễn đọc ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Dạ con cảm ơn đạo hữu nghĩ lại. Dạ xin lỗi tại con không biết tên. Dạ con cảm ơn cô Kim. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 191 ạ. Dukkhang dukkhasamuppadang dukkhassaca atikkamang ariyang ariyang chat thành ghi cần mắt gần đúc khu pasama gà mi năng đúc hằng đúc khá sam múc bà đằng đúc khá sa chá a tích ca mằng
Ariyan chất thành ghi cần mắt gần đúc khu bá sa má gà mi năng đúc khăn đúc khá sa múc. Con xin xăm hỏi ạ. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sách cha á tích ca măng Ariyan chất thành ghi cần mắt gần đúc khu bá sa má gà mi năng. Thấy khổ và khổ, thấy sự khổ vượt qua, thấy tính tám khổ não tận. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thanh Châu. Con xin đọc lại một lần nữa kể tới cái câu khó quá. Đúc khăn đúc khát xa múc bà đằng đúc khát xa đúc khát xa cha a tích ca mằng Ariyan chấp thần ghi cần mắt gần đúc khù ba sa ma gà mi năng. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần, vượt qua khổ mê tân đời này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, nếu con có sai gì con nhờ sư sửa giùm cho con ạ. Con kính nhấn mic lại cho đạo tràng. Dạ, mời Liên Hoa, mời Thi An Lạc. Quỳnh thấy Thi đạo tràng này, Thi An Lạc đó. Nên Thi An Lạc có nghe âm thanh của Quỳnh không? Liên Hoa có nghe âm thanh của Quỳnh không? Kính mời như vậy à. Rồi, được vô đạo tràng mà không đọc kinh. Không kệ, uổng quá. Cho Nguyễn kệ, cho Nguyễn ơi. Cho Nguyễn, Nguyễn kệ để cho. Đang kẹt đó Nguyễn. Cho Nguyễn kệ nha. Dạ, Nam Mô Bức Thà. Dạ, dạ thưa cô, con... câu pháp cú này khó quá cô. Con đọc mà con còn đọc không có chạy được nữa. Thôi con nếu vậy thôi con xin kệ, con kệ theo cái cách sư chỉ lúc trước à. Đúc khăn đúc khá sa mập ba đằng đúc khá sa cha a tích ca mằng Ariyan chánh thằng giri căng mắt gần bù ba sa ma ga mi nặng dukkha dukkha sa mu ba đằng dukkha sa cha a tích cầm mặn Ariyan chánh thằng giri cho con kể lại ạ. Đục khăn đục khá sa mập ba đằng đục khá sa cha a tích ca măng Ariyan chát thang ghi căng mắt gần đục khu ba sa ma ga mi nặng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Dạ, dạ thưa con đã kể xong ạ. Dạ thôi con xin phép được leo xuống ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh rất là nhiều ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn cho Nguyễn. Mến chào từ bi hỷ xã. Từ bi hỷ xã có lên đọc kinh không?
Lâu ngày vô đạo tràng có đọc kinh không? Từ bi hỷ xã. Chào gì? Bây giờ có đọc kinh thì đưa bàn tay lên, chắc là liên hoa với thì ăn lạc mắc kẹt chi gì rồi. Quên luôn hả? Không sao đâu. Cứ lên đi rồi rồi biết quên hay không à. Nhục Quỳnh ra xuống mít vết bài cho nha. Lên đi, trời ơi, ngài Chí Đức là khổ tâm khổ trí với cái room này để dạy Bali. Mà mình vô tới đây được mà mình không đọc không kệ là rất là uổng luôn, phải không? Dạ, nhà Nhật Quỳnh không có biết đọc, không có biết đọc làm sao mà chào. Dạ, Nhật Quỳnh không biết đọc lên sao đồ chào. Chào tầm bậy là bị rầy làm sao. Dạ, Nhật Quỳnh dốt là mình biết mình dốt đi. Rồi mời Từ Bi xã. Trước hết cho con hỏi là có nghe con không ạ? Dạ, ok. Con cảm ơn cô. Dạ, con kính định lễ quý sư ông. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con chào quý cô chú và anh chị. Con mới vừa vô. Con vô có chút việc con gặp cô để con nhắn tin cho cô. Nhưng mà con thấy cô kêu con là con phải lo con leo lên. Mà chắc con quên hết rồi đó cô, để con đọc từ từ. Có gì sai con kính nhờ sư và cô sửa cho con. Ok, con đọc từ từ. Trường âm nhấn, trường âm gì để con đọc. Đúc khăn đúc khá sá múp bà đăng đúc khá sá chá á tích cảm mần Ariyan chát thần ghi căng mắt găng chút khu pasamaga mi năng. Con hiểu chút rồi, con nhớ rồi, để con đọc lại nhanh. Chút khăn chút khá sám mu bà đằng chút khá sát cha a tiết cảm mần Ariyan chát thần ghi căng mắt găng chút khu pasamaga mi năng chút khăn chút khá sám mu bà đằng chút khá sát cha a tiết cảm mần Ariyan chát thần ghi căng mắt găng chút khu pasamaga mi năng chút khăn chút khá sám mu bà đằng trước khách sát cha a tiết cảm mừng Ariyan chát thần ghi cần mắt gần trước khu bát samaga mi năng. Con đọc xong rồi và sau đây con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám nghìn đưa đến khổ não tận. Và con và sau đây con xin đọc lời dịch của sư ông Dưới Đức. Chánh trí đấu khổ đấu mê, chánh trí tự để bồ đề tự tâm, lần theo bạc chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tấn đời này. Và anh chết xin làm ơn người nghiêm chỉnh nghe đọc, nghe không được kêu trời. Con xin đọc lại lần nữa lời dịch của sư ông Dưới Đức ạ. Chánh trí đấu khổ đấu mê, chánh trí tự để bồ đề tự tâm, lần theo bạc chánh giác phân, vượt qua khổ nạn mê tấn đời này. Con đọc xong rồi. Ê, đọc kiểu kẻ nữa mới hay. Theo lời yêu cầu của bác chú Tâm, con xin kẻ. Cái này không dễ kẻ, sao con thấy khó quá vậy? Đụt
dukkhang dukkha samuppadang dukkha sacca atikamang ariyan ca thanggi kang magang dukkhu pasaha magaminang. Con kể lại lần nữa. Dukkha dukkha samuppadang dukkha sacca atikamang ariyan ca thanggi kang magang dukkhu pasaha magaminang. Con cho con đọc cha 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 cha. Dạ, thôi con xin giỡn cho vui. Con đọc xong rồi con mời con mời cô ạ. Em mời chị Liên Hoa ạ. Hay là con mời mọi người lên đọc ạ. Dạ con xin xuống. Dạ, sa thú kính cảm ơn từ bi hỷ xá. Nhục Quỳnh mời là lên cầm mít là hoan hỷ lắm rồi. Dạ, lên cầm mít để đọc kinh là rất là hoan hỷ rồi. Mời Liên Hoa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ sư phụ Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ cô ơi, giờ hết giờ rồi, tại con lỡ bấm vô cái tín hiệu thôi cô. Dạ dạ vậy thôi con đọc. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú 191 ạ. Đúc khăn đúc sa ma múc bà đằng đúc khá sa cha ách. Dạ để con đọc, nó bị chạy. Con xin đọc lại ạ. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha ách. Ca mằng a di dành chất thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa ma gà mi nằng đúc khằng đúc kha sa múp bà đằng đúc kha sa cha a tích ca mằng a di dành chất thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa ma gà mi nằng. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tật. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đúc khăn đúc khá sa múc bà đằng đúc khá sa cha a tích ca mằng a di dành chắc thằng ghi cằn mắt gần đúc khù ba sa ma gà mi nằng. Chánh tri đau khổ đau mê, chánh tri tứ đế bồ đề tự tâm, lần theo bát chánh giác phần vượt qua khổ nạn mê tân đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Con xin xuống mic tại vì con thấy hết giờ rồi. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ. Lạc này nhé. Lạc mô này nhé. Lạc mô sân khai nhé. Sa thú. Hôm nay cái bài này rất là khó đọc, từ cái giọng kinh cho đến cái giọng kể, nhưng mà quý vị vẫn không quên, vẫn đọc và trôi chảy, đó là một điều chúng tôi rất là hoan hỷ. Sĩ Từ Mi hỷ xã lâu ngày đến với đạo tràng đọc cũng thông suốt, quý vị mới đến cũng lên cũng trả bài xong cũng rất là hoan hỷ. Nói chung đây là một cái sự cố gắng của chính quý vị đã vượt lên chính mình và có được một cái sự thành tựu, và chúng tôi rất là sa thú, rất là hoan hỷ. Câu Phật ngôn 192 sẽ nói lên cái ý nghĩa rõ ràng hơn của duyên sự, và mong rằng quý vị đến với câu 192 để hiểu năm câu Phật ngôn này nói lên một cái ý nghĩa rất là quan trọng, một cái nơi nương nhờ, một cái chỗ mà chúng ta chọn mặt gỡ vàng về vấn đề tâm linh, một cái lý tưởng. Sinh hoạt của chúng ta đến đây xin chấm dứt.
Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phước quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, hoa lục vô biên, các đồng thiên văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, cùng Phật giáo năm truyền được an lành. Hệ tên là Chê Na Sô Thị Vô Hô Tụ Sa Bà Đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin mời chư cùng nhật để một cuộn băng và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Alo, chư cùng nhật. Tăng sa mai an bhagava sa va thi an viharati je ta va ne anatha pindika sa arame atako anyatara devata avikantaya ratiya avikanta vanna kevala kappanje ta vanam omba Sẽ tu hành.